sức khỏe và lời chào trân trọng đến với hội nghị khoa học xử trí các biến chứng làm xấu tiên lượng của bệnh nhân COVID-19. Kính thưa quý vị, cập nhật và nâng cao kiến thức khoa học là một trong những việc làm liên tục của tất cả các bác sĩ, và đặc biệt là trong thời đại COVID-19 thì chúng ta càng cần có nhiều kiến thức để nâng cao hơn. Và chính vì vậy mà Liên chi hội Hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học để nâng cao kiến thức cho các bác sĩ. Và ngày hôm nay, được sự đồng ý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên chi hội Hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Julius Pharma tổ chức hội thảo xử trí biến chứng làm xấu tiên lượng bệnh nhân COVID-19 với sự tham gia của. Xin trân trọng giới thiệu về phía chủ tịch đoàn, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, trưởng bộ môn hồi sức cấp cứu và chống độc, Chủ tịch Liên chi hội Hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, trưởng bộ môn cấp cứu hồi sức chống độc, Phó Chủ tịch Liên chi hội Hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ Trương Dương Tiễn, trưởng khoa hồi sức tích cực khu D Bệnh viện Chợ Rẫy. Kính thưa quý vị, và hội nghị ngày hôm nay của chúng ta sẽ tổ chức gồm có hai hình thức. Thứ nhất là hình thức trực tiếp tại trung tâm hội nghị GEM, và hình thức thứ hai là hình thức trực tuyến qua phần mềm trên cái đường truyền Internet. Và để mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo sẽ phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Thể quý đồng nghiệp có mặt ngày hôm nay, kính thưa đại diện của lãnh đạo của công ty Julius Pharma, đơn vị tài trợ cho cái hội nghị ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta tổ chức một hội nghị vừa trực tiếp và vừa trực tuyến để giúp cho các cái đồng nghiệp của hội hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh có thể cập nhật thêm, mặc dù là cái đại dịch COVID. Và chúng ta cũng đang trong cái mức mà số lượng đã giảm đến mức thấp nhất và hầu như không có tử vong. Tuy nhiên thì ở một số các cái quốc gia hiện tại trên thế giới đó, chúng ta thấy rằng vẫn có những cái nước mà chúng ta thấy rằng cái đại dịch COVID nó vẫn còn đang diễn ra rất là khốc liệt. Ví dụ như ở Trung Quốc thì cách đây cũng không lâu thì chúng ta thấy rằng thành phố Thượng Hải cũng đã được phong tỏa với lại cái chính sách Zero Covid. Rồi kế đến thì là thành phố Bắc Kinh, rồi đến nước Triều Tiên và một số các quốc gia ở châu Mỹ thì cái số lượng của những cái bệnh nhân Covid trong gần đây nó cũng tăng. Thì như vậy đối với chúng ta, việc mà nhìn nhận lại những cái ảnh hưởng của cái bệnh Covid thì chúng ta thấy rằng ngoài những cái ảnh hưởng mà do các cái huyết khối rồi những cái quá trình viêm nó phản ứng rất là mạnh mẽ trong các cái bão cytokine, thì gần như trong cái chúng ta điều trị của cái bệnh nhân COVID, mà bệnh nhân COVID nặng đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái đối mặt những cái yếu tố nguy cơ hoặc những cái yếu tố liên quan làm cho cái bệnh nhân của mình tiên lượng xấu đi và có thể tử vong. Đó là cái viêm phổi hoặc là những cái biến chứng mà nhiễm trùng bệnh viện hoặc là nhiễm nấm xâm lấn hoặc là những cái bệnh lý mà của xuất huyết tiêu hóa, và đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa trên. Cho nên hôm nay thì với cái nội dung mình tập trung vào hai cái chủ đề chính, đó là cái chủ đề về liên quan đến cái bội nhiễm trên bệnh nhân COVID nặng và cái vai trò của cái thuốc kháng sinh, và một cái chủ đề nữa đó là cái bệnh lý mà xuất huyết tiêu hóa trên chúng ta xử trí như thế nào, và có những cái rất là lý thú với một cái tựa đề ít hơn là nhiều hơn. Thì như vậy chúng tôi rất là hy vọng với hai báo cáo viên rất là từng trải và đã chỉ huy những cái chiến dịch điều trị những bệnh nhân COVID nặng của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Tiến sĩ Đỗ Quốc Huy, cũng đã được báo cáo với cái vai trò là Phó Giám đốc của Bệnh viện Nhân dân 115, và cũng đã là phó giám đốc của các cái đơn vị bệnh viện hồi sức COVID nặng.
Và với vai trò của trưởng bộ môn của trường của bộ môn hồi sức cấp cứu Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và phó chủ tịch Liên chi hội hồi sức cấp cứu Hồ Chí Minh cũng như là phó chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu Việt Nam, và anh tiến sĩ Trương Dương Tiễn cũng là một trong những cái người mà cũng là đầu sóng ngọn gió để điều trị những bệnh nhân COVID mà ở cái lĩnh vực hồi sức cấp cứu nặng ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Và chúng ta thấy rằng với những cái kinh nghiệm của những báo cáo viên thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ vừa được học về lý thuyết, vừa được cái chứng minh bằng những cái thực tiễn ở trong cái những quá trình chống dịch. Và một lần nữa thì thay mặt cho Liên chi hội hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh rất là cảm ơn đơn vị đồng phối hợp là công ty Zulis Pharma, và ở đây đại diện có một số nhãn hàng, ví dụ như là ông Tara của cái công ty Sumitomo. Thì như vậy một lần nữa thì chúc cho các đồng nghiệp của mình thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, và chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Dạ, xin hết. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo. Kính thưa quý vị, để chương trình diễn ra thành công thì xin mời quý vị đặt điện thoại ở chế độ rung ạ. Và cuối buổi chương trình thì quý vị nào có những câu hỏi thì chúng ta có thể đặt câu hỏi bằng hình thức giơ tay, và chúng ta sẽ làm bài post test để đủ điều kiện cấp CME của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Và để không tốn thời gian của quý vị thì xin mời tiếp theo sẽ là phần điều hành hội thảo của Chủ tịch đoàn ạ. Để cho cái phần hội nghị bắt đầu thì bài đầu tiên thì chúng tôi xin mời báo cáo viên, đó là tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiễn, trưởng khoa hồi sức tích cực của khu D Bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ báo cáo bài bội nhiễm ở bệnh nhân COVID-19 nặng và vai trò của thuốc kháng sinh. Xin mời anh. Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa hội nghị. Hôm nay thì tôi rất là vui được đến đây để trình bày và trao đổi với anh chị một cái chủ đề cũng hiện nay cũng chắc nó cũng không còn hot dữ lắm nữa, là viêm phổi thứ phát sau nhiễm COVID nặng và vai trò của kháng sinh. Thì như chúng ta đã biết thì một trong những cái biến chứng làm nặng hơn cho những bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch đó là viêm phổi bội nhiễm và viêm phổi liên quan thở máy. Thì đặc điểm ở những cái bệnh nhân COVID có những cái viêm phổi thứ phát như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ có dịp trao đổi đây. Thì đầu tiên phần trình bày của tôi có các nội dung như trên. Đầu tiên thì nói về định nghĩa thì thật sự tới bây giờ thì viêm phổi ở bệnh nhân COVID vẫn chưa có một cái định nghĩa riêng lẻ, mà viêm phổi bội nhiễm cho bệnh nhân COVID hay là viêm phổi thứ phát ở bệnh nhân nhiễm COVID nặng hay nguy kịch, viêm phổi liên quan thở máy thì cũng chưa có một cái định nghĩa riêng cho những nhóm bệnh nhân này. Và hiện nay thì người ta cũng dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi bội nhiễm hay là viêm phổi liên quan thở máy vẫn dựa vào theo cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Hồi sức của châu Âu hay là Hiệp hội Hô hấp của Mỹ ATS lấy cái phiên bản 2016. Tức là vẫn dựa vào những cái định nghĩa của viêm phổi là sự xuất hiện thâm nhiễm mới ở phổi cùng những bằng chứng lâm sàng thâm nhiễm do vi khuẩn. Còn viêm phổi bệnh viện thì cũng vẫn giữ của ATS năm 2016, đó là được định nghĩa là viêm phổi được định nghĩa là thật không ủ bệnh và thời điểm xuất hiện sau khi nhập viện sau 48 giờ, cũng như viêm phổi liên quan thở máy được định nghĩa là viêm phổi xuất hiện sau khi đặt ống nội khí quản và thông khí xâm nhập sau 48 giờ. Thì đây là những cái tiêu chuẩn định nghĩa mà chúng ta đã biết hết rồi, tức là vẫn là những tiêu chuẩn cũ, chứ tất cả các guideline hiện nay nó vẫn chưa có cái gì mới ở những cái bệnh nhân mà viêm phổi liên quan tới COVID. Như vậy, cái điều gì đặc biệt ở bệnh nhân COVID, cái viêm phổi có những cái gì khác biệt so với những bệnh nhân COVID so với bệnh nhân thông thường mà nằm ở trong những cái khoa hồi sức? Các câu hỏi được đặt ra như ví dụ như thay đổi về cấu trúc mô học ở cấp độ tế bào ở những bệnh nhân nhiễm COVID nó như thế nào. Cái thứ hai là thay đổi về miễn dịch. Miễn dịch ở đây là có thể là bệnh nhân mắc phải hoặc là do chúng ta tác động bởi quá trình điều trị, ví dụ như dùng ức chế miễn dịch
hay là những cái ức chế thụ thể mà thường trong cái phác đồ điều trị của WHO và trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế chúng ta hiện nay thì vẫn giữ cái ức chế interleukin 6 mà mình chỉ thường dùng là tocilizumab, thì những cái đó nó làm thay đổi miễn dịch ở những bệnh nhân COVID như thế nào, và những thay đổi miễn dịch đó nó có tăng cái nguy cơ viêm phổi và cái hình thái viêm phổi ở những nhóm bệnh nhân này nó có khác biệt hay không, thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ được thảo luận. Cái thứ ba nữa là ở những bệnh nhân mà COVID nặng hay nguy kịch, thời gian thở máy có kéo dài hơn hay không? Và khi thời gian thở máy kéo dài hơn thì cái nguy cơ viêm phổi liên quan thở máy có tăng lên hay không? Và cái sự tăng lên nó ảnh hưởng tới cái outcome của bệnh nhân hay không? Cái nữa là điều kiện chăm sóc y tế. Thì chúng ta nên biết, chúng ta cũng đã biết là những nhóm bệnh nhân mà nhiễm COVID, khi bệnh nhân nhiễm COVID thì chúng ta đưa vào trong cái những cái khu cách ly, và trong điều kiện cách ly thì nhân viên y tế thì sẽ mặc những cái bộ bảo hộ ở cấp độ BB cấp 3 hoặc cấp 4. Như vậy ở cái điều kiện mặc bảo hộ BB cấp 3 cấp 4 thì cái tình trạng lây nhiễm chéo nó có xảy ra hay không? Thì đó là một câu hỏi đặt ra. Ví dụ như bình thường chúng ta ở chăm sóc y tế chúng ta không có mặc bộ đồ đó thì có hiện tượng lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân này và bệnh nhân khác. Như ở cái điều kiện mà mình mặc cái đồ bảo hộ như vậy có thể xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo hay không? Và có thì ở mức độ nào? Và nó ảnh hưởng đến tỷ lệ cái nguy cơ viêm phổi liên quan, viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy như mức độ nào? Cũng như là cái áp lực lên ngành y tế, cái khả năng chịu đựng của mỗi nhân viên y tế ở thời điểm mà đỉnh dịch thì nó có ảnh hưởng đến cái tỷ lệ này hay không? Thì một loạt các câu hỏi đặt ra ở nhóm bệnh nhân mà viêm phổi thứ phát trên bệnh nhân nhiễm COVID. Thì trong cái khuôn khổ bài này tôi cố gắng trình bày những cái nghiên cứu trên thế giới cũng như tại đơn vị bệnh viện Chợ Rẫy tôi đang công tác, thì nó có sẽ trả lời ít nhiều được một số câu hỏi đó, chứ nó không thể trả lời hết được. Thì nếu các anh chị mà có tham vọng tìm hiểu thêm thì có thể lên trên mạng xem tiếp nữa. Về dịch tễ thì cái này về dịch tễ chung của viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy thì theo UpToDate thông liệt kê lại các nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy rõ là những cái nghiên cứu mà sau này người ta resume lại thì người ta thấy là cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy và viêm phổi bệnh viện có, nhất là nhóm bệnh nhân ngoại khoa có vẻ là hơi giảm đi. Tuy nhiên sau này người ta kết luận lại là tỷ lệ này viêm phổi liên quan thở máy cũng như viêm phổi bệnh viện nó giảm đi, có lẽ là do cái tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn đặt ra mình có lẽ là nó sát sao hơn và nó rõ ràng hơn. Thành ra đôi khi các nghiên cứu mới sau này để đặt ra đưa vào bệnh nhân vào cái nhóm viêm phổi đó thì có vẻ là nó để đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ giảm hơn so với các nghiên cứu trước, chứ thật sự ra là nó cái tỷ lệ viêm phổi đó nó không giảm. Về các cái tác nhân gây viêm phổi liên quan thở máy cũng như viêm phổi liên quan bệnh viện thì nó tương tự như nhau, nó chỉ khác một số cái nhóm vi khuẩn, ví dụ như Pseudomonas hay là nhóm AB, thì cái tỷ lệ viêm phổi ở bệnh nhân thở máy thì nó có khác hơn cái tỷ lệ bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Đây là một số tác nhân và cũng như đây là một số cái yếu tố nguy cơ để trong cái nhóm bệnh nhân mà viêm phổi liên quan thở máy mắc những con vi khuẩn mà nó đa kháng thuốc, thì cái này thì rất là cũng không có mới nữa, thành ra tôi sẽ lướt nhanh. Về yếu tố nguy cơ bệnh nhân nhiễm COVID, để cho những bệnh nhân nhiễm COVID mà vì sao mà bệnh nhân nhiễm COVID thì lại dễ mắc bệnh viêm phổi hơn, thì đây là một số cái giải thích về sinh lý bệnh học ở trên bệnh nhân nhiễm virus chung, tức là những thay đổi về miễn dịch tại chỗ, thay đổi cái rối loạn sinh học ở ruột cũng như về dễ nhiễm trùng ở đường tiêu hóa, nó làm thay đổi cái hệ thống miễn dịch cơ thể, làm khả năng kết dính của vi khuẩn nhiều hơn, cũng như thay đổi cái khả năng đáp ứng, gây ra những thay đổi về rối loạn sinh học trên đường hô hấp, và kết cục là gây ra cái tình trạng viêm phổi thứ phát ở nhóm bệnh nhân nhiễm virus nó sẽ cao hơn ở những nhóm khác. Thì câu hỏi này đặt ra ở nhóm bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, cái sinh lý bệnh này người ta lấy từ cái nhiễm SARS-CoV lần đầu, tức là những cái nhóm SARS-CoV-1, tức năm 2008 hay 2009. Sau này người ta thấy cái nhóm SARS-CoV-2 nó cũng tương tự, nó không có gì thay đổi. Đây là một số cái tình hình ảnh giải phẫu bệnh của những nhóm bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Chúng ta thấy trên hình là có những cái
hiện tượng huyết khối, hiện tượng sơ hóa, đây là hình ảnh mà nhiễm Aspergillus, huyết khối trong vi mạch, hiện tượng tổn thương các tế bào, phế bào, và nó gọi là nó quá nước. Đây là những hình ảnh giải phẫu bệnh, tổn thương tế bào, phế bào ở trên bệnh nhân nhóm nhiễm SARS-CoV-2 làm cho tế bào bị tổn thương, làm cho cái đường hô hấp dễ bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn thứ phát hơn so với nhóm bệnh nhân khác. Về yếu tố nguy cơ, đây là một cái nghiên cứu đơn trung tâm đoàn hệ, người ta phân tích trên 353 bệnh nhân với cái điểm SOFA, thì những cái nhóm bệnh nhân mà nhiễm viêm phổi liên quan thở máy so với lại cái nhóm bệnh nhân thường, thì ta thấy cái nguy cơ viêm phổi liên quan thở máy nó cao gấp OR gấp cao gấp 1,5 lần so với nhóm bệnh nhân thở máy thông thường. Thì cái nghiên cứu này đặt ra trong cái khuyến cáo, trong khuyến cáo điều trị của bệnh nhân SARS-CoV-2, trong phác đồ điều trị thì có sử dụng corticoid và tocilizumab, thì người ta đặt ra là hai cái thuốc đó nó có làm tăng cái khả năng gây viêm phổi liên quan thở máy ở bệnh nhân COVID hay không. Thì cái nghiên cứu này khi mà người ta thực hiện thì người ta nhận thấy là ở nhóm mà bệnh nhân sử dụng tocilizumab và cái corticoid thì nó có sự khác biệt rõ rệt giữa cái nhóm viêm phổi liên quan thở máy hơn là nhóm không có sử dụng hai cái thuốc nhóm trên. Về tình trạng miễn dịch ở bệnh nhân thì người ta ghi nhận, đây là một nghiên cứu ở Đức, thì người ta ghi nhận rằng là ở nhóm bệnh nhân mà bị nhiễm SARS-CoV-2 có một tỷ lệ khoảng 21% bệnh nhân là có cái tỷ lệ cái kháng thể IgG nó giảm hơn 7 gram trên lít. Thì ở cái nhóm bệnh nhân này thì người ta thấy là tỷ lệ CD4, CD8 cũng như là số lượng cũng như tỷ lệ CD4 trên CD8 ở nhóm bệnh nhân nhiễm COVID nó giảm hơn so với bệnh nhân không giảm COVID. Và ở cái những bệnh nhân mà giảm hai cái dòng CD4, CD8 này thì tỷ lệ tử vong là nó tăng hơn, thời gian nằm viện, thời gian thở máy kéo dài hơn. Đó là những cái thay đổi về miễn dịch ở trên bệnh nhân nhiễm COVID. Tuy nhiên, ở một cái nghiên cứu vào đợt dịch thứ ba ở châu Âu, có 18 nghiên cứu, đây là một nghiên cứu hồi cứu, trong đó có 13 nghiên cứu hồi cứu, 6 nghiên cứu đa trung tâm, trên gần 7.000 bệnh nhân. Người ta ghi nhận là ở cái nhóm, tất cả trong cái đợt dịch này, nhóm corticoid và tocilizumab thì được đưa vào khuyến cáo trong điều trị làm thay đổi miễn dịch. Và người ta ghi nhận là dexamethasone nó gây nguy cơ gây viêm phổi liên quan thở máy cũng như nhiễm khuẩn huyết, nó xảy ra cao tới 63%. Tuy nhiên so với trước đại dịch, cái tỷ lệ này nó cũng không khác biệt, nó có cao hơn nhưng mà khác biệt nó không có ý nghĩa. Và cái nghiên cứu này kết luận là viêm phổi liên quan thở máy nó không liên quan tới cái điều trị miễn dịch của mình. Tức là điều trị ở cái nghiên cứu này kết luận là ở cái nhóm mà bệnh nhân điều trị tocilizumab cũng như corticoid không làm thay đổi cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy. Tuy nhiên khi sử dụng hai loại này thì nó có thể làm thay đổi cái biểu hiện lâm sàng. Chúng ta có thể thấy là các nghiên cứu đưa ra có những kết luận khác nhau. Có những nghiên cứu thì kết luận tocilizumab và corticoid có thể làm tăng tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy, nhưng có những nghiên cứu thì nó kết luận là không có. Làm cho chúng ta rất là băn khoăn cho đó. Khúc sau nữa tôi sẽ trình bày thêm cho các anh chị sẽ thấy được cái vai trò của corticoid và tocilizumab phía sau. Về tác nhân thì phần lớn các nghiên cứu thì cũng giống như cái viêm phổi liên quan thở máy ở những bệnh nhân thông thường, thì phần lớn tác nhân của viêm phổi liên quan thở máy ở bệnh nhân COVID phần lớn là rầm âm. Đây là nghiên cứu hồi cứu ở Ý trên 777 bệnh nhân, thì người ta ghi nhận là phần lớn là rầm âm, và phần nửa đó là trong cái viêm phổi mà mắc phải trong bệnh viện đó, thì nó liên quan tới viêm phổi thở máy, và tác nhân cũng phần lớn là rầm âm và tụ cầu. Một nghiên cứu ở đợt sóng thứ ba thì cũng ghi nhận là cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy nó chiếm khoảng 30-60%. Người ta so trước đại dịch thì cái tỷ lệ này ở châu mà viêm phổi liên quan thở máy họ thấp hơn, chỉ có 10-33%, còn trong đợt dịch mà COVID thì người ta thấy tỷ lệ này tăng cao. Và cái thời gian thở máy của trong COVID thì kéo dài hơn,
kéo dài hơn so với nhóm mà không bị COVID. Ở trong đó thì cái tác nhân thì người ta chủ yếu là người ta thấy ghi nhận là tác nhân là rau mâm, như Pseudomonas hay là Escherichia coli. Người ta ghi nhận là vi khuẩn rau mâm, đặc biệt là nhóm Enterobacter thì và trực khuẩn rau mâm mà không lên men là thường gặp trong viêm phổi liên quan thang máy ở những bệnh nhân mà điều trị đề xa, tức là điều trị COVID. Và người ta thấy cái sự khác biệt này, cái chủng vi khuẩn này mọc ở trên cái nhóm bệnh nhân COVID mà bị viêm phổi liên quan thở máy thì khác biệt có ý nghĩa. Và cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy tái phát ở nhóm bệnh nhân COVID thì cao hơn so với nhóm mà không có bị COVID. Đây là một cái nghiên cứu khá thú vị, ở một nghiên cứu hồi cứu đơn trung tâm trên 611 bệnh nhân nhập ICU. Cái bệnh viện này là một cái bệnh viện ở Belgrade ở Serbia. Nó là bệnh viện giảng dạy giống như bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi đọc cái nghiên cứu này thì có một cái là nó tương tự như Chợ Rẫy, nó có một cái sự tương đồng gì đó. Các kết quả thấy cũng rất là thú vị, thành ra đưa lên đây cho các anh chị tham khảo. Trên 266 bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân nhiễm COVID thì người ta ghi nhận rằng các tác nhân phần lớn là cũng là rau mâm, kế tới là tụ cầu. Cái nữa người ta so sánh là mấy anh chị thấy trước COVID và không COVID, nhóm COVID và không COVID thì người ta thấy là viêm phổi, tỷ lệ viêm phổi bệnh nhân COVID nó khác biệt, nó cao hơn rõ rệt so với nhóm không COVID. Và các nhóm ví dụ như là Acinetobacter, cái nhóm AB này thì chiếm tỷ lệ cao và khác biệt rõ rệt với nhóm không nhiễm COVID. Như vậy chúng ta có thể thấy là ở những bệnh nhân nhiễm COVID mà bị viêm phổi bệnh viện hay là viêm phổi liên quan thở máy thì cái tỷ lệ nó cao hơn khác biệt với nhóm không có bị nhiễm COVID. Cái thứ hai nữa, cái tác nhân là AB thì nó chiếm tỷ lệ cao khác biệt hơn so với nhóm bệnh nhân không nhiễm COVID. Đây là cái xu hướng mà nhiễm của các tác nhân thì người ta thấy là Acinetobacter thì cũng tăng với cái xu hướng là rất là cao. Mấy anh chị thấy cái đường nhiễm của AB cũng tăng rất là cao. Đây là một nghiên cứu quan sát hồi cứu tại Ý trên một bệnh viện 1.200 giường. Người ta so sánh sự thay đổi vi sinh trong nhiễm khuẩn bệnh viện và sự đề kháng kháng sinh ở trong đợt dịch COVID, và cũng như so sánh với cái trước đó thì người ta ghi nhận rằng cái nhóm mà Klebsiella kháng với carbamazepine thì tỷ lệ trước nhiễm COVID và nhiễm COVID khác biệt có ý nghĩa từ đường hô hấp, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng hô hấp và nhiễm trùng đường tiết niệu, cũng như là Pseudomonas nhiễm cũng như là AB kháng với carbamazepine. Tỷ lệ này đều khác biệt có ý nghĩa giữa cái giai đoạn nhiễm COVID và trước không nhiễm COVID trước đó. Thì các tỷ lệ này thì qua đây các nghiên cứu này chúng ta thấy là cái COVID nó tác động mạnh mẽ lên cái viêm phổi trong bệnh viện cũng như viêm phổi liên quan thở máy, làm tăng gia tăng tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy, viêm phổi bệnh viện hơn so với giai đoạn trước đây. Đây thì mình chỉ thấy tác nhân trong cái viêm của một cái nghiên cứu hồi cứu tại Pháp trên một cái ICU 350 giường của ICU thì người ta thấy phần lớn cũng là rau mâm, và tỷ lệ rau mâm là nó khác biệt có ý nghĩa so với các vi khuẩn khác. Đây là các review, các nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm của nhiều nghiên cứu thì phần lớn các tác nhân cũng là vi khuẩn rau mâm. Người ta về các chủng loại vi khuẩn thì có ta so sánh sự khác biệt các loại vi khuẩn ở trong viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy thì trước đại dịch COVID-19 thì sau cái AB thì là phần lớn là cái Pseudomonas, nhưng mà ngay vào cái thời điểm đại dịch COVID thì không phải là cái Pseudomonas đứng hàng thứ hai nữa mà Klebsiella là đứng hàng thứ hai. Thì thực chất cái thống kê này, số liệu này cũng thấy cũng tương tự như tại bệnh viện Chợ Rẫy, tại cái đơn vị hồi sức của tụi tôi mà lúc mà trong cái thời gian dịch thì kết quả vi sinh khúc sau tôi sẽ trình bày thì nó cũng tương tự như cái kết quả này. Đây là phân bố để anh chị thấy tại bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng phần lớn là AB, kế tới là Klebsiella. Mà thật sự khúc sau sẽ trình bày anh chị thấy Klebsiella hiện nay kháng rất nhiều. Kháng nhiều, và cái Pseudomonas cái là nó đứng hàng thứ ba rồi, Klebsiella hiện nay là lên hàng thứ hai rồi, nó chỉ sau AB mà thôi. Về chẩn đoán viêm phổi
bệnh viện cũng như viêm phổi liên quan thở máy, thì thật sự ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì cũng như trình bày lúc đầu mà anh chị thấy là cũng không có một cái tiêu chuẩn đặc thù nào trong nhóm bệnh nhân nhiễm COVID, mà mình cũng dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi liên quan thở máy dựa theo ATS năm 2006, thì cũng dựa vào các đặc điểm lâm sàng như thâm nhiễm mới, rồi có sốt mới, có tăng bạch cầu, rồi có cấy máu dương tính, rồi có tăng nhu cầu sử dụng oxy. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta biết rồi. Thì đây là những tiêu chuẩn nó không có đặc thù trong một cái viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi liên quan thở máy, mà đây là một triệu chứng chung, không có một tiêu chuẩn nào mà riêng biệt và đặc thù để mà có độ tin cậy cao cả, mà phải phối hợp nhiều yếu tố. Đặc biệt trên bệnh nhân nhiễm COVID, khi phần lớn bệnh nhân nhiễm COVID mà khi mà tiến triển giai đoạn nặng, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà bị ARDS ở bệnh nhân nhiễm COVID rất là cao, trên 42 bệnh nhân. Và cái nhóm mà nhiễm ARDS này thì 61-81% phải nhập ICU. Thì anh chị thấy là chính vì vậy nó sẽ chồng lấn với cái tình trạng mà viêm phổi. Thời gian khởi phát thì trễ, anh chị thấy 8-9 ngày sau ở bệnh nhân ARDS, ở bệnh nhân COVID. Thì như vậy nó sẽ chồng lấn. Bây giờ khi mà bệnh nhân có tình trạng hô hấp diễn tiến xấu hơn, chúng ta đặt câu hỏi ra đây là một viêm phổi bội nhiễm, viêm phổi bội nhiễm hay là một cái bão cytokine, cái đợt ARDS của bệnh nhân nhiễm COVID mà không liên quan tới nhiễm khuẩn bệnh viện, thì nó rất là khó. Đặc điểm sinh học của những bệnh nhân mà nhiễm COVID mà ARDS do tổn thương của COVID không, thì chúng ta thấy là người ta mô tả này là tổn thương phế nang lan tỏa. Thì mấy anh chị thấy trong cái viêm phổi bệnh viện mình cũng thấy có một cái tổn thương phế nang lan tỏa, nhưng mà trong cái giải phẫu bệnh thì người ta khi sinh thiết người ta thấy hình thành màng myelin. Cái chữ màng myelin này thật sự ra trong các guideline người ta đề cập rất là nhiều màng myelin trong cái tổn thương phổi do COVID, phù mô kẽ, sau đó tăng sinh nguyên bào sợi trong các giai đoạn tổ chức hóa. Ngoài ra những thay đổi trong ARDS có như sơ hóa sợi, thì cái này trong COVID cũng như là trong cái ARDS, trong những bệnh nhóm bệnh viêm phổi thông thường vẫn có cái tình trạng này. Cái nữa mà cái tổn thương phổi mà người ta thấy trong COVID có một đặc điểm khác hơn so với các bệnh nhân bị viêm phổi ARDS thông thường, thì có tình trạng là huyết khối vi mạch. Mà sau này thì chúng ta thấy là trong cái sinh lý bệnh cũng như trong quá trình điều trị, cái cải thiện oxy và bíp ở cái nhóm bệnh nhân viêm phổi và nhóm bệnh nhân vi huyết khối, cái trên tác động lâm sàng rất tác động đến cơm lan của bệnh nhân, cơm lan phổi của bệnh nhân rất là rõ rệt. Thì bằng chứng là trong quá trình anh chị điều trị, mình theo dõi cái cơm lan của bệnh nhân, cơm lan phổi của mỗi ngày, đánh giá cơm lan phổi mỗi ngày trên những bệnh nhân mà COVID, thì chúng ta thấy nó giảm rất là dữ dội. Có những bệnh nhân giảm cơm lan phổi nó giảm dưới 10 luôn, mà giảm kể cả khi mà anh chị điều trị COVID nó âm tính rồi, thì nó chuyển qua giai đoạn sơ hóa phổi rồi cơm lan phổi nó cũng giảm 8-9. Thì những cái ca đó, những trường hợp đó thường là mình chạy ECMO không có lối ra anh chị, chạy luôn tới, tức là mình có thể xay tới 3-4 màng phổi rồi, nhưng mà COVID cái lúc phổi nó không cải thiện. Thì những cái lúc đó thì cái ghép phổi mình có khả năng đặt ra, nhưng mà phần lớn lúc đó là nhiễm trùng bội nhiễm hết trơn. Thành ra cái khả năng mà ghép ở cái những cái tình trạng bệnh nhân đó là hầu như là không có khả thi. Thì người ta thấy là ARDS đơn thuần ở bệnh nhân COVID thở máy, tỷ lệ tử vong nó lên tới là rất là cao mấy anh chị. Người ta nói là có kiện báo cáo lên tới 90%. Thì thật sự ra cái ở chỗ mà ICU của tôi thì cái tỷ lệ tử vong chưa tới 50%, nhưng mà theo tôi biết là có một cái thống kê ở các trung tâm khác thì tỷ lệ tử vong hầu như người ta cao hơn mình. Cái đó thì cũng không rõ lắm. Cái yếu tố tử vong ở nhóm bệnh nhân này thì nó còn liên quan tới tuổi và bệnh lý đi kèm. Về hình ảnh học thì mình nêu ra đây để mình thấy là cái chẩn đoán viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi liên quan thở máy nhóm bệnh nhân COVID nó khó. Vì sao? Nó có những đặc điểm mà mình nó khó chẩn đoán, nó khó phân biệt hơn với lại một cái tổn thương phổi với ARDS ở bệnh nhân COVID. Thì mấy anh chị thấy nó cũng mờ ngoại vi, rồi nó cũng có kính mờ, nhưng mà cái kính mờ này, cái hình ảnh kính mờ này ở trong bệnh nhân COVID thì người ta thấy trong cái ARDS của bệnh nhân COVID nó nhiều hơn là những cái bệnh nhân AS thông thường. Cái nữa là dày thành mạch, dày hoặc phình mạch máu. Ở đây là rõ ràng hơn là cái sinh lý bệnh của COVID nó làm huyết khối trong lòng mạch ở bệnh nhân COVID nó nhiều, nó tổn thương phổi làm giảm oxy máu thì nó nhiều hơn so với nhóm bệnh nhân mà ARDS thông thường. Đó là những cái mà đặc điểm
AADS ở bệnh nhân COVID để mình phân biệt, để làm chi? Tôi nêu ra đây để mình phân biệt cái AADS của COVID và một cái AADS do tổn thương phổi bội nhiễm thứ phát là một cái viêm phổi thường chồng lên. Thì qua đó mấy anh chị thấy là để chẩn đoán một cái viêm phổi của COVID nó không phải đơn giản là dễ đâu. Tức là trên một cái nền bệnh nhân AADS do COVID rồi mình chẩn đoán viêm phổi thì nó cũng rất là khó. Thông thường thì mấy anh chị thấy khi mà bệnh nhân trở nặng, hô hấp xấu hơn ở bệnh nhân COVID thì chuyện đầu tiên là mình nghĩ tới cái bão cytokine nhiều. Thì lúc đầu thì mình chưa có một cái tiêu chuẩn, hiện nay Bộ Y tế tới hẳn tháng 10 mới ra được cái tiêu chuẩn chẩn đoán bão cytokine. Còn giai đoạn mà đỉnh dịch của mình là tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì lúc đó thì guideline của Bộ Y tế chưa có ban hành cái bão cytokine, chỉ nói bão cytokine thôi, còn tiêu chuẩn chẩn đoán ra như thế nào thì chưa có. Thì lúc đó chúng tôi dựa theo cái, tức là kiếm một cái gì để mình có một cái tiêu chuẩn nào để mình chẩn đoán bão cytokine, để mình có những cái can thiệp khi mà có bệnh nhân có cái bão cytokine. Đây là cái tiêu chuẩn lúc ban đầu tôi sử dụng. Đây là cái đồng nhiễm thôi, cái này tôi không nói qua. Đó thì để nói cho mấy anh chị thấy là về cái chẩn đoán rất là khó khăn. Thì trong cái chẩn đoán trong giai đoạn đó chúng tôi cũng dựa vào cái tiêu chuẩn của ATS 216, cũng dựa vào những cái tiêu chuẩn ví dụ như xuất hiện thâm nhiễm mới, sốt, rồi bạch cầu, rồi cấy máu, tức là theo tiêu chuẩn cũ rồi chứ không có cái gì mới hơn trên cái nền bệnh nhân bị COVID. Đây là những cái nghiên cứu review thôi mấy anh chị, để mình review một cái nghiên cứu mà nghiên cứu gộp trên 20 nghiên cứu ở gần 5.500 bệnh nhân. Thì tất cả các nghiên cứu trên thế giới người ta cũng dựa vào cái tiêu chuẩn của 216 hết, chứ người ta cũng không có dựa vào cái tiêu chuẩn nào khác ở cái thời điểm bị COVID, cái đợt sóng của COVID. Như vậy về điều trị thì thật sự ra khi mà bệnh nhân nhập vô khoa hồi sức, tức là ở được phân loại ở mức độ nặng hoặc là nguy kịch rồi, thì hầu như bệnh nhân chuyển lên là đã được xài kháng sinh từ tuyến trước, chứ còn ít khi nào là chưa được xài, hầu như không có luôn. Nhập vô những cái đơn vị hồi sức và thở máy là hầu như đã được xài kháng sinh rồi. Quan trọng là kháng sinh nào thôi, chứ còn hầu như đã được xài kháng sinh. Thì ở những giai đoạn đầu khi mà tiếp nhận những bệnh nhân nặng và nguy kịch thì phần lớn chúng ta điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, rồi đánh giá các yếu tố nguy cơ đi kèm để lựa chọn coi có khả năng có nhiễm nấm đi kèm hay không, và lựa chọn kháng sinh. Sau đó mình đợi kết quả vi sinh. Mà thật sự kết quả vi sinh trả về thì nó không có sớm. Nhanh lắm thì nếu mà mình tích cực khỏi, kết quả vi sinh thì được ngày thứ tư, ngày thứ ba là sớm. Ngày thứ ba thì thường ít lắm. Tới ngày thứ tư mình tích cực cầm điện thoại lên mình gọi thì may ra. Chứ còn phần lớn mình chờ, nếu mà kết quả dương tính thì mấy anh chị để tới khoảng 7, tức là có kết quả trả về cho mình thì khoảng 7 ngày thì mới có. Thì lúc đó đã muộn rồi. Phần lớn phải mình điều trị theo kinh nghiệm. Thì đã khi mà điều trị theo kinh nghiệm thì vẫn điều trị theo phác đồ của Hiệp hội Hồi sức của Mỹ, cũng cho châu Âu thôi. Anh chị thấy là dựa vào ví dụ như khởi đầu kháng sinh, mình đánh giá tình trạng bệnh nhân khi mà chẩn đoán viêm phổi, ngay thời điểm chẩn đoán viêm phổi nó như thế nào, khởi phát muộn hay khởi phát sớm. Khởi phát muộn sau 5 ngày thì nguy cơ cao hơn, có sử dụng kháng sinh trước đó không, thời điểm phát hiện viêm phổi liên quan thở máy, viêm phổi bệnh viện, bệnh nhân có sốc hay không. Có thì mình theo cái guideline sử dụng có mấy bệnh này. Rồi khi không thì mình đánh giá bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm đa kháng hay không. Có thì mình lại theo cái, tức là theo nguyên cái bản này là cái bản cũ rồi, chứ trong COVID chả có cái bản nào mới hết. Thì mấy anh chị thấy sao, phác đồ của Bộ Y tế cũng vậy, người ta cũng hướng dẫn mình một cách tổng quát theo những cái phác đồ trước đó, trước COVID, chứ không phải là ngay COVID mà có những cái phác đồ mới. Thì đây là cái nghiên cứu tại Ý, nghiên cứu quan sát hồi cứu và tiến cứu trên bệnh viện 1.200 giường. Mục tiêu là người ta theo, người ta quan sát sự thay đổi vi sinh trong những của bệnh viện và sự đề kháng ở trong COVID và trước COVID. Thì người ta ghi nhận rằng cái bản này nãy tôi có trình bày rồi, mình chỉ thấy cái Klebsiella mà kháng carbapenem đa kháng thuốc cũng như AB kháng với carbapenem, thì người ta thấy là cái tỷ lệ kháng của những cái vi khuẩn này đối với nhóm kháng sinh là nó cao hơn so với trước COVID. Tỷ lệ khác biệt có ý nghĩa hết. Đây người ta so sánh trước COVID và COVID.
tổng số lượng bệnh nhân cũng khá cao. Mấy anh chị thấy đây những cái Klebsiella kháng, đây mấy anh chị thấy đây là Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem, ở đây là AB kháng carbapenem, Acinetobacter baumannii kháng carbapenem. Thì mấy anh chị thấy là kể cả nhiễm đường trên đường hô hấp cũng như nhiễm khuẩn máu hay nhiễm khuẩn đường tiết niệu đều có tỷ lệ kháng cao hơn so với lại trước COVID. Một cái nghiên cứu, đây cái nghiên cứu mà Belgrad nãy thì tôi trình bày, nhưng mình chỉ thấy là người ta cũng thay đổi, so sánh sự thay đổi vi sinh và sự đề kháng kháng sinh trước và trong đại dịch. Thì người ta ghi nhận là cái liều điều trị kháng sinh mỗi ngày, người ta thấy là trong cái những cái giai đoạn đầu của dịch, những tuần đầu của dịch, thì cái DDD này giảm hơn. Thì phần lớn họ nghĩ là cũng như chúng ta nghĩ là nhiễm virus thì không có mắc gì phải sử dụng kháng sinh, thì cái đi đi ngày điều trị của kháng sinh giảm hẳn, carbapenem cũng giảm, cái fluoroquinolone cũng giảm, và piperacillin tazobactam cũng giảm, sau đó nó tăng lên lại. Tức là trong cái giai đoạn đầu là người ta nó giảm vì sao? Nhiễm khuẩn, chỉ có cái nhóm mà điều trị kháng sinh uống thì nó tăng. Còn những cái kháng sinh tĩnh mạch là bắt những giai đoạn đầu, những tuần đầu tiên nó giảm, sau nó tăng lên lại do cái tỷ lệ viêm phổi bội nhiễm nó tăng lên, thì bắt đầu cái đi đi hàng ngày bắt đầu nó tăng lên lại. Thì ta ghi nhận cái sự đề kháng kháng sinh thì mấy anh chị thấy nhóm cephalosporin thế hệ thứ ba hầu như kháng muốn hết mấy anh chị. Đây mấy anh chị thấy là nó kháng rất là nhiều, phần lớn là trên 80% hết. Nhóm penicillin là mấy anh chị thấy trên 90% luôn. Fluoroquinolone, mấy anh chị thấy cũng kháng. Đây, mấy anh chị thấy người ta theo dõi 4 năm trong cái nghiên cứu của Belgrad thì mấy anh chị thấy này, cái fluoroquinolone và carbapenem nó kháng rất là tăng. Đây là rất là tăng. Ở cái năm mà bị dịch COVID, đây cái năm mà bị dịch COVID năm thứ tư thì nó tăng lên tới nhóm fluoroquinolone nó kháng lên 99%, còn carbapenem lên tới 94%. Và cái mấy anh chị thấy là cái xu hướng mà sử dụng kháng sinh trong 4 năm của nghiên cứu của Belgrad thì ta ghi nhận là carbapenem sử dụng càng ngày càng tăng. Trong cái đây thì ta thấy là đây carbapenem sử dụng càng ngày càng tăng. Về cái mà kháng sinh, về vi khuẩn mà kháng thuốc thì mấy anh chị thấy ở đây cái nhóm carbapenem và fluoroquinolone là cái sự đề kháng theo cái phương trình nó phản ứng cái xu hướng nó tăng lên tới gấp 15 lần. Đây là có ý nghĩa khác biệt, có ý nghĩa luôn, giữa cái fluoroquinolone và carbapenem nó kháng có ý nghĩa luôn, nó gia tăng là có ý nghĩa. Tương tự với cái nhóm mà enterococcus và pseudomonas thì cái sự đề kháng kháng sinh, cái xu hướng mà đề kháng kháng sinh đối với nhóm carbapenem cũng gia tăng rất là nhiều. Còn riêng tại bệnh viện Chợ Rẫy thì như thế nào? Thì mấy anh chị thấy AB kháng với colistin trong dịch, trong COVID, mấy anh chị thấy trong COVID nó kháng cỡ này. Và mấy anh chị thấy đây, cái nhóm carbapenem nằm phía dưới này, mấy anh chị thấy là kháng cũng mức này. Và mấy anh chị thấy kinh khủng. Và mình so với lại trước đây, đây mình so với bệnh nhân trước, bệnh nhân COVID với bệnh nhân mà không có bị COVID, bệnh nhân COVID là màu xanh, bệnh nhân không COVID là màu hồng, thì mấy anh chị thấy đây là nó cũng kháng hết. Đây mấy anh chị thấy nó kháng kinh khủng, tỷ lệ đề kháng tăng lên rất là nhiều. Tương tự như nhóm Klebsiella thì trong COVID thì mấy anh chị thấy tỷ lệ đề kháng của nó cũng trên 80% với nhóm carbapenem, và so với trước khi bị nhiễm COVID thì mấy anh chị thấy nó vẫn cao hơn so với trước nhiễm COVID rất là nhiều. Đó là tình hình nhiễm kháng sinh, nhiễm vi khuẩn mà kháng với cái thuốc ở bệnh viện Chợ Rẫy mà trong cái đợt dịch của năm ngoái. Đây mấy anh chị, đây tới Pseudomonas thì cũng tương tự mấy anh chị thấy kháng nhóm carbapenem trên 80%, và so với trước thì mấy anh chị thấy cũng vậy. So với trước khi nhiễm COVID thì cái nhóm carbapenem này nó cũng có tỷ lệ kháng cao hơn so với thời điểm trước dịch. Thì cái hậu quả
của nhiễm viêm phổi liên quan thở máy hoặc là viêm phổi bệnh viện thì hậu quả để lại thì người ta ghi nhận là tỷ lệ tử vong cao hơn. Tỷ lệ tử vong nhiễm COVID thì dễ nhiễm viêm phổi bệnh viện hơn, viêm phổi liên quan thở máy hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn. Cái thứ hai nữa là người ta thấy là số ngày nằm viện, số ngày nằm ICU và số ngày thở máy đương nhiên là kéo dài hơn. Như vậy, trong cái viêm phổi liên quan tới thở máy ở bệnh nhóm bệnh nhân COVID thì người ta ghi nhận là những bệnh nhân nhiễm COVID thì có khả năng viêm phổi liên quan thở máy dễ hơn, tỷ lệ cao hơn và làm cho số ngày thở máy kéo dài hơn. Và số ngày thở máy trong một số nghiên cứu thì người ta đã kết luận là cái thời gian thở máy kéo dài trước đó, trước khi bị viêm phổi liên quan thở máy, nó không ảnh hưởng đến tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy. Người ta kết luận là số ngày thở máy trước đó nó không liên quan đến tỷ lệ, tức là có thở máy ngắn hay thở máy dài thì không liên quan, mà nhiều nghiên cứu người ta đã kết luận như vậy. Đây mình chỉ thấy là những cái nó ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong ICU, mà tỷ lệ tử vong ICU này khác biệt có ý nghĩa. Mình chỉ thấy có khác biệt thời gian thở máy, thời gian nằm ICU, thời gian nằm viện là khác biệt có ý nghĩa hết. Đây là một số cái hình ảnh nhóm ở bệnh nhân mà bị COVID. Mình chỉ thấy đây cái bệnh nhân này tổn thương phổi ARDS do bão cytokine do COVID đơn thuần. Mình chỉ thấy cái phổi mình cũng khó phân biệt đâu là viêm phổi thứ phát, viêm phổi liên quan thở máy hay viêm phổi bệnh viện, so với một cái bệnh nhân nhiễm COVID mà không có bội nhiễm. Đây là một cái viêm phổi, đây mình chỉ thấy đây là một cái, đây hình ảnh này là cũng là một cái viêm phổi, đây là một cái ARDS của COVID thông thường, sau đây là một cái viêm phổi liên quan thở máy, rất là khó phân biệt. Đây mấy anh chị, đây là viêm phổi liên quan thở máy, bệnh nhân này là vô viêm phổi ARDS do COVID được đặt ECMO, sau đó viêm phổi liên quan tới thở máy, mấy anh chị thấy. Đây là bão cytokine, bệnh nhân có thai. Bệnh nhân có thai vô bão cytokine ARDS nặng phải đặt ECMO, mấy anh chị thấy. Thì những cái tổn thương này mấy anh chị thấy là rất là khó phân biệt cái nào là ARDS của COVID, cái nào là viêm phổi thứ phát, viêm phổi liên quan thở máy sau thời gian thở máy, rất là khó phân biệt. Vậy tóm lại thì ở bệnh nhân nhóm bệnh nhân COVID thì liên phổi liên quan thở máy nó cao hơn, có nhiều yếu tố liên quan như miễn dịch, thở máy kéo dài, dùng corticoid cũng như là các thuốc ức chế interleukin, chẩn đoán viêm phổi liên quan thở máy cũng như chẩn đoán viêm phổi bệnh viện thì cũng chưa có cái tiêu chuẩn nào khác, cũng phải dựa vào các nghiên cứu hiện nay cũng dựa vào cái tiêu chuẩn của ATS 2016. Người ta có ghi nhận cái sự thay đổi về vi sinh cũng như sự đề kháng kháng sinh ở nhóm bệnh nhân viêm phổi liên quan thở máy. Điều trị thì chủ yếu là bằng kinh nghiệm và bằng chứng vi sinh, tỷ lệ tử vong cao. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn hội nghị. Cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiễn. Thì thật ra thì đối với lại trong cái giai đoạn đại dịch thì cái việc mà trao cái quyền điều trị cho các cái đơn vị mà của hồi sức bệnh nhân COVID nặng đó thì chúng ta thấy cũng cực kỳ rất là khó khăn. Từ cái khâu chẩn đoán cho đến cái khâu mà quyết định điều trị theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là tất cả các cái phần mà liên quan đến tại vi sinh đó, thì lúc đó cũng rất là khó khăn, không phải chỗ nào cũng làm được mà phải gửi. Và một số đơn vị kể từ bắt đầu mà đặt nội khí quản mà thở máy đó thì có những cái trung tâm á, là gần như là hễ mà gắn với máy thở mà nếu mà vài ngày mà không có cai được á, là hầu như là tử vong 100%. Thì đó là những cái đặc thù mà chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có thể bàn luận sâu hơn. Tuy nhiên những cái y học chứng cứ mà bác sĩ Tiễn đưa ra thì nó có rất nhiều, và hiện nay y học chứng cứ mỗi ngày như vậy là cả mấy chục ngàn những cái nghiên cứu người ta tập trung vào những cái gọi là bệnh nhân COVID nặng và những cái chứng cứ về viêm phổi thứ phát. Thì chút xíu mình sẽ bàn luận sau. Thì để kế tiếp thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Huy sẽ nói về cái xử trí xuất huyết tiêu hóa trên ở bệnh nhân COVID nặng, và cái một cái câu rất là hay đó là ít hơn là nhiều hơn. Xin mời thầy. Yeah. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn,
kính thưa toàn thể hội nghị. Tiếp theo cái báo cáo của bác sĩ Tiến thì tôi xin báo cáo đề tài thứ hai, nó kém hấp dẫn hơn. Chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng là các bạn tập trung. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, trong cái tiêu đề của bài báo cáo này thì một cái câu mà các bạn tập trung chú ý nhiều hơn, đó là cái câu ít hơn là nhiều hơn. Đây tôi tò mò cho phần lớn các bạn đồng nghiệp. Thưa anh chị các bạn, các bạn, chúng ta đã đi qua những năm tháng không thể nào quên, như là Phó Giáo sư Thảo đã nói, những người bệnh COVID-19 nặng mà chúng ta được tiếp cận trong các trung tâm điều trị bệnh nhân COVID không chỉ có các biểu hiện của bệnh lý hô hấp mà còn có thể có những biểu hiện của ống tiêu hóa, của đường tiêu hóa, và nổi bật nhất đó là tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên. Xuất huyết tiêu hóa trên được mô tả ở theo nhiều tài liệu thường ở khoảng độ từ 2 cho đến 13% số bệnh nhân COVID-19 được nhập viện, và cùng với việc gia tăng sử dụng các thuốc chống đông thì cái tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa này có thể tăng lên và sẽ là một thách thức đối với tất cả các bác sĩ điều trị trong hệ thống điều trị COVID, đối với thầy thuốc, vì nó làm xấu đi cái tiên lượng của người bệnh. Trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính thì nội soi là một biện pháp điều trị đầu tay sau khi hồi sức đầy đủ. Tuy nhiên, nhưng mà đây là một thủ thuật mà trong ngành, trong những cái năm đầu tiên, những thời kỳ đầu tiên của điều trị COVID-19 ấy, chúng tôi rất là ái ngại, rất là ngại sử dụng cái thuật này, là vì cái trang thiết bị cũng như là vì cái nguy cơ có thể lây truyền qua đường không khí, của đặc biệt cái thuật nội soi đường tiêu hóa cũng là một thuật tạo khí dung, nên chúng tôi rất hạn chế, rất là ngại dùng, và chúng tôi rất cân nhắc trước khi đặt bút quyết định đồng ý cho sử dụng cái kỹ thuật này để mà chẩn đoán cũng như là để điều trị người bệnh xuất huyết tiêu hóa trên. Vậy trong những hoàn cảnh tương tự như vậy thì chúng ta cần phải làm cái gì để xử trí xuất huyết tiêu hóa trên tốt nhất cho bệnh nhân COVID-19? Thì qua cái bài này tôi sẽ hội thống lại các tài liệu mà đọc được mà được xuất bản trong thời gian gần đây và bàn luận cái hướng xử trí phù hợp với thực tế của chúng ta. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, vào thời kỳ đỉnh dịch thì khi tham khảo các tài liệu thì một trong những tài liệu mà đem lại cái ấn tượng mạnh nhất của chúng tôi thời điểm đó, đó là cái bài điều trị xuất huyết tiêu hóa trên ở bệnh nhân COVID-19, viêm phổi do COVID-19 ấy. Là cái bài đầu tiên là cái bài này của tác giả là Cavalieri. Tác giả này đăng một cái bài mà không phải chỉ mình, chúng tôi những người đọc đầu tiên được ghi nhận thấy bất thường, thấy kỳ lạ, và còn gây tiếng vang ở trên Ivan. Một cái báo cáo một loạt ca chỉ có 6 trường hợp thôi, có 6 trường hợp mà 6 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa trên, và tất cả 6 bệnh nhân này không được nội soi, không ai dám được nội soi cả. Tuy nhiên cái lý do mà không nội soi thì phần lớn mọi người đều nói rằng là do cái lợi ích không bù lại được cái nguy cơ, đặc biệt là ai cũng rất sợ là cái nguy cơ lây nhiễm tạo khí dung, nên là lây nhiễm cho cái kíp nội soi, nên là mọi người ngại, và tất cả được điều trị bảo tồn bằng ức chế bơm bổ tông và truyền máu khi cần, và thường xuyên theo dõi sinh hiệu triệu chứng về tiêu hóa và theo dõi về HB hồng cầu, và tất cả các trường hợp này đều đáp ứng với điều trị bảo tồn các triệu chứng lâm sàng của chảy máu cấp tính và ổn định sau đó, đều 6 trường hợp đều thoát cả, và không ai trường hợp nào cần phải nội soi sau đó. Nó đã gây ra cái tiếng vang rất lớn trong y văn. Tuy nhiên, khi tác giả đăng bài này thì tác giả cũng vẫn nói là điều trị bệnh nhân COVID-19 bị xuất huyết tiêu hóa trên là một thách thức, và ông cũng thừa nhận là một thách thức. Và tuy nhiên có thể điều trị bảo tồn và trì hoãn nội soi. Ông ấy kết luận một câu rất là đặc biệt, đấy là thời điểm đó ít ai dám nghĩ là điều trị xuất huyết tiêu hóa trên mà lại không cần nội soi, không mà trì hoãn nội soi được. Mà ông nói rằng là có thể điều trị bảo tồn mà không cần trì hoãn nội soi, và nếu người bệnh không đáp ứng sau 24 giờ đồng hồ thì lúc đó mới nên cân nhắc
nội soi. Đây là một quyết định rất là thận trọng và cũng là một quyết định đặc biệt thời điểm đó. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, sau cái đoạn bài vừa trên và vừa qua thì một loạt các nghiên cứu mang tính phân tích tổng hợp ở trên đăng đàn được xuất bản. Tiếp theo thì một loạt bài của Giovanni đã đưa ra một nghiên cứu về meta-analyze trên một loạt bệnh nhân COVID-19. Thì anh chị và các bạn thấy là cái đoạn bài này cho thấy rằng là mục tiêu của bài này là ước lượng tỷ lệ tử vong của sức tiêu hóa trên ở bệnh nhân COVID-19 và mối liên quan đến tỷ lệ tử vong. Thì bài này đó cũng đưa ra một kết luận là nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên ở bệnh nhân COVID-19 là 2%, một cái tỷ lệ không cao, và đặc biệt là xuất huyết trên là tỷ lệ tử vong không cao, không có mối liên hệ nào rõ ràng giữa xuất huyết tiêu hóa trên và tử vong ở trên bệnh nhân COVID-19. Một cái nghiên cứu khác nữa, một báo cáo khác nữa cũng gây ra một tiếng vang, đó là một bài nghiên cứu phân tích tổng hợp gồm có nhiều nghiên cứu được tập hợp được 123 người bệnh dương tính với COVID-19 và có xuất huyết tiêu hóa trên, và ghi nhận chỉ có 40% số người bệnh COVID-19 bị xuất huyết tiêu hóa trên được tiến hành nội soi. Tức là chưa đến một nửa số bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mà được nội soi. Đây là một cái tỷ lệ mà trước đây khi mà chưa có dịch COVID-19 thì rất ít khi không ai dám làm gì đó cả, mà gần như tất cả đều được nội soi cả. Đây chỉ có chưa đến một nửa. Và kết luận của nghiên cứu đó là phát hiện nghiên cứu đó là nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa trên chủ yếu vẫn là do loét dạ dày tràng, chiếm đến 42%. Và tỷ lệ nội soi thấp có thể là do các kíp nội soi lo sợ về khả năng lây nhiễm COVID-19, cũng như là nhu cầu cần tiết kiệm các trang thiết bị bảo hộ và phần lớn là tuân thủ theo khuyến cáo để mà trì hoãn các cuộc nội soi nếu mà không quá khẩn cấp. Mặc dù tỷ lệ nội soi khá thấp, tức là chưa đến 40-50%, nhưng mà tỷ lệ tử vong do xuất huyết tiêu hóa trên ở bệnh nhân COVID-19 qua nghiên cứu này cũng là không đáng kể, không cao, là tỷ lệ tử vong chỉ khoảng 2% thôi. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, và qua một loạt các nghiên cứu tổng hợp là như vậy, thì các tác giả đều thống nhất một quan điểm là thật là khó xử trên lâm sàng, không nhất thiết là phải tiến hành nội soi, nhưng cũng cần phải cân nhắc rất kỹ khi mà tình trạng bệnh nhân xấu đi, cũng cần phải cân nhắc phải để mà chúng ta đưa ra một quyết định phù hợp để mà nội soi cho kịp thời. Một loạt các nghiên cứu, một loạt các bài tham luận đăng đàn và có nêu quan điểm của họ rất rõ, đó là nội soi là vẫn vốn có thể phân biệt được các nguyên nhân gây xuất huyết tiêu trên đã không được thực hiện, và nguyên nhân gây ra nôn ra máu cũng như là đi tiêu phân đen sẽ không được làm rõ. Nên là có rất nhiều tác giả vẫn không cho rằng là việc trì hoãn nội soi là không giúp ích được điều trị và không giúp ích được trong chẩn đoán được nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa. Đặc biệt là trong cái bối cảnh là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 chẳng hạn, thì có thể có tình trạng thuyên tắc phổi, có thể có tình trạng nhồi máu cơ tim, có thể có suy thận, thì cũng có thể đi cầu phân đen, rất dễ nhầm lẫn với là xuất huyết tiêu hóa. Hoặc là bệnh nhân uống viên sắt, uống bismuth hoặc là ăn tiết canh chẳng hạn, thì cũng có thể gây ra đi cầu phân đen hoặc là nôn ra máu đỏ bầm. Thứ hai là việc không nội soi có thể không mô tả được đặc điểm của nôn ra máu, ví dụ như là không có máu đỏ, có đỏ tươi hay không, hoặc là máu bã cà phê không đủ để mà phân nói được đặc điểm của tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Hoặc là cái nghiên cứu của ông Cavalier này đã không mô tả được tình trạng bệnh lý đi kèm theo với người bệnh, như là có xơ gan hay không, có bệnh thận mạn hay không, có nhiễm HP hay không, và có tiền sử giãn vỡ tim mạch thực quản hay không, hoặc là có khối u của đường tiêu hóa hay không, và có không mô tả được tình trạng nôn ói có liên tục, có nặng, hoặc là dùng các loại thuốc chống viêm không steroid hay không, có đặc biệt là có dùng các thuốc chống kết hoạt tiểu cầu cũng là các thuốc chống đông hay không. Thì cái bài báo của Giovanni không mô tả được cái tình trạng này, dẫn đến rất nhiều cái hiểu đúng không đúng về cái kết luận là không nên có thể trì hoãn được nội soi, có thể không cần nội soi mà vẫn có thể điều trị thành công được ca xuất huyết tiêu hóa. Và đặc biệt là trong cái báo cáo của Giovanni, một loạt ca 6 trường hợp đó, thì
phần lớn không được, không làm xét nghiệm, các xét nghiệm như là PT hoặc là ABTT hoặc cũng là INA để không làm, không làm rõ. Và bệnh nhân, các bệnh nhân COVID-19 này đều nặng và có thể có triệu chứng lâm sàng hoặc có dấu hiệu đông máu bất thường thì đều không được làm rõ, và mà chúng ta biết rằng các bệnh nhân này đều có tăng nguy cơ của đông máu và sử dụng thuốc chống đông rất mạnh. Thưa chị và các bạn, cái bài cuối cùng mà chúng tôi tham khảo thấy đó là cái bài xuất huyết tiêu hóa trên ở trên bệnh nhân COVID-19 này, một nghiên cứu bệnh chứng ở trên một loạt ca thì đem lại ấn tượng rất lớn, đó là tình trạng xuất huyết tiêu hóa được mô tả có thể gặp lên đến 13%. Các chị các bạn đấy, xuất huyết tiêu hóa có thể lên 13% ở số bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Và các tác giả đều thống nhất rằng là cái tỷ lệ tăng lên là do tỷ lệ bệnh nhân xuất huyết trên tăng lên là có liên quan rất rõ đối đến với cái tình trạng là tăng cường sử dụng thuốc chống đông. Rõ ràng là các bệnh nhân COVID-19 của chúng ta trong thời kỳ đầu tiên ít dùng chống đông hơn, càng về sau chúng ta càng dùng nhiều chống đông mạnh mẽ và tích cực hơn, thì khi chúng ta tăng, gia tăng tình trạng dùng chống đông thì gia tăng tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Về nói về nội soi, cái thời điểm nào nên tiến hành nội soi vốn là được tranh luận rất là kỹ thời kỳ trước thời kỳ COVID-19, thì trong các tạp chí, các guideline cũng như các textbook đều thống nhất nhau quan điểm sau một loạt bài về trên tạp chí New England đưa ra cái nghiên cứu, công bố một nghiên cứu là so sánh giữa nội soi khẩn và nội soi sớm. Nội soi khẩn tức là trong vòng 6 giờ và nội soi sớm từ 6 giờ đến 12 giờ sau khi thăm khám, thì đều với kết luận là việc nội soi trong vòng 6 giờ sau khi thăm khám đã không làm giảm tỷ lệ tử vong so với nội soi trong khoảng thời gian sau đó là 6 đến 24 tiếng. Có nghĩa là chúng ta có thể được phép trì hoãn mà không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong, không làm tăng tỷ lệ tử vong. Vâng. Thưa anh chị và các bạn, việc đánh giá và xử trí trước khi nội soi xuất huyết tiêu hóa nếu mà không do giãn tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân COVID-19 thì nên làm như thế nào? Thưa anh chị và các bạn, trước tiên trước khi nội soi tốt nhất là chúng ta dùng các thuốc ức chế bơm proton như thế nào? Đặc biệt là vấn đề sử dụng thang điểm mà GPS được để mà giúp cho phân tầng nguy cơ cũng như là tiên lượng dự hậu. Và đối với tất cả các bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa trên cấp mà có thang điểm GPS thấp, đây là bằng 1 trở xuống thì chúng ta không cần nhất thiết phải nội soi. Nên tất cả các guideline đều thống nhất quan điểm rất rõ như vậy. Và tất cả những bệnh nhân này thì cần thiết phải sử dụng ức chế bơm proton PPI trước khi nội soi và sử dụng thuốc PPI tiêm 80mg, sau đó truyền 8mg một giờ trong mỗi giờ ở những người bệnh xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính đang chờ nội soi. Tuy nhiên, không nên trì hoãn việc tiến hành nội soi. Mặc dù đã dùng thuốc PPI một cách tích cực như vậy, nhưng mà nếu bệnh nhân xuất hiện những cái biểu hiện rối loạn huyết động hoặc là không đáp ứng với điều trị, tình trạng xuất huyết tiêu hóa vẫn ồ ạt, thì chúng ta vẫn phải cần thiết phải tiến hành nội soi, không nên trì hoãn. Thưa anh chị và các bạn, việc sử dụng thang điểm GPS là rất cần thiết. Các guideline về hướng dẫn về xử trí xuất huyết tiêu hóa trên thế giới đều thống nhất quan điểm này, là sử dụng thang điểm GPS để mà tiên lượng mức độ nặng của người bệnh xuất huyết tiêu hóa trên. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc chúng ta phải xem xét bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa có xuất hiện khởi phát ngay lúc nằm viện hay là lúc sau quá trình nằm viện. Nếu bệnh nhân trên 65 tuổi hoặc là bệnh nhân đi kèm theo các bệnh lý nội khoa có tình trạng giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, bệnh nhân sốc lúc nhập viện hoặc nôn ra máu đỏ tươi hoặc đặt trong dạ dày có máu đỏ tươi đi theo hoặc là đi tiêu ra máu đỏ tươi ồ ạt, hoặc có bệnh nhân đi kèm theo tình trạng men gan tăng rõ rệt hoặc là bệnh nhân có tăng cái bun creatinine thì nó làm là yếu tố tiên lượng xấu của những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên. Thưa chị và các bạn, việc sử dụng các thuốc ức chế bơm proton cũng được nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó đều kết luận là việc sử dụng PPI trước nội soi sẽ làm giảm đáng kể các dấu hiệu ngoài mạch khi nội soi và giảm nhu cầu nội soi điều trị. Việc sử dụng ức chế bơm proton là một cái biện pháp rất là quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta không có nội soi được. Việc sử dụng ức chế bơm proton trước nội soi cũng sẽ là ngoài giảm đáng kể dấu hiệu ngoài mạch khi nội soi mà còn làm giảm nhu cầu nội soi điều trị.
kết luận rất là rõ, biểu hiện là giảm, có thể làm giảm nhu cầu nội soi điều trị rất là rõ. Thưa chị và các bạn, ngoài việc sử dụng ức chế bơm proton thì các bác sĩ ICU hoặc các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID nặng mà có biểu hiện suất tiêu hóa thì cần phải truyền máu. Vấn đề truyền máu thì chúng ta thống nhất quan điểm từ ngay từ trước khi dịch COVID, chúng ta thống nhất quan điểm đó là chúng ta cần phải tuân thủ chiến lược truyền máu hạn chế. Các gai này của những năm tháng gần đây đều đồng thuận là chúng ta cần phải sử dụng hạn chế các thuốc về truyền máu. Ví dụ như là hội nghị đồng thuận châu Á Thái Bình Dương năm 2018 hoặc ngay cả từ khuyến cáo của nội soi tiêu hóa từ châu Âu năm 2015 thì đều đưa ra một cái khuyến cáo là chiến lược truyền máu hồng cầu hạn chế được xem xét khi mà hemoglobin giảm xuống dưới 7 và duy trì cái hemoglobin khoảng từ 7 đến 9 gram. Ngay cả những khuyến cáo gần đây nhất năm 2021 mới nhất gần đây thì cũng đều được khuyến cáo là nên hạn chế sử dụng truyền máu cho những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt là cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do COVID-19. Chúng ta cần đưa ra một cái ngưỡng để mà chúng ta cần phải truyền, đó là hemoglobin 7. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, chiến lược truyền máu hạn chế này cũng là đem lại một cái kết quả hiệu quả không khác gì với chiến lược truyền máu trước kia. Thậm chí là những bệnh nhân mà truyền máu một cách tự do, tức là có đưa cái ngưỡng cao hơn thì có thể gây tỷ lệ tử vong thậm chí còn cao hơn. Thế là chính vì vậy mà chúng ta nên tuân thủ theo cái hướng dẫn, cái guideline là truyền máu hạn chế, là hạn chế truyền máu thôi chứ không nhất thiết phải truyền máu theo cái quan điểm cổ điển trước kia. Thưa chị và các bạn đồng nghiệp, trước khi nội soi chúng ta cần phải cân nhắc, đầu tiên là cần phải phân tầng nguy cơ bằng thang điểm hệ thống GPS, truyền máu thận trọng và đúng chỉ định, truyền máu hạn chế. Trước khi nội soi thì nên dùng PPI, nếu không có điều kiện nội soi hoặc là chưa trì hoãn nội soi thì chúng ta cần phải dùng PPI một cách tích cực. Nếu dùng thì dùng PPI liều cao và truyền tĩnh mạch. Đây là một cái biện pháp mà có chứng cứ tốt nhất hiện nay. Thưa anh chị và các bạn đồng nghiệp, vấn đề điều trị sau nội soi thì chúng ta cần phải sau nội soi cũng vậy, tiếp tục phải dùng PPI. Chúng ta sử dụng thuốc PPI như là một biện pháp bổ trợ cho cái quá trình điều trị nội soi. Người bệnh đã nội soi thì cầm máu thì hoặc là có cục máu đông không có nội soi cầm máu thì cũng đều phải dùng PPI hết. Tiêm tĩnh mạch 80mg, sau đó truyền liên tục khoảng 8mg trong 72 giờ sau nội soi. Nếu người bệnh bị loét xuất huyết có dấu hiệu của nguy cơ cao mà phân loại theo Forest thì bệnh nhân đã điều trị nội soi thành công rồi thì chúng ta tiếp tục sử dụng PPI tiêm tĩnh mạch điều tải, sau đó là truyền tĩnh mạch liên tục. Hoặc ngay cả những bệnh nhân xuất viện thì tiếp tục dùng PPI đường uống liều một viên một lần một ngày. Đây là những khuyến cáo rất là mạnh mà đem lại cái hiệu quả điều trị tích cực. Thưa chị và các bạn, chúng ta đều đã biết rằng là việc tức là cái nồng độ axit sẽ cản trở sự cầm máu và thúc đẩy việc ly giải của máu đông, đúng không ạ? Đây nồng độ axit là liên quan rất rõ, ảnh hưởng rất rõ đến sự hình thành của nút tiểu cầu cũng như là ảnh hưởng đến ly giải của nút tiểu cầu, nó là ảnh hưởng rất rõ rệt đến cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên người bệnh. Và chính vậy mà việc can thiệp vào pH bằng PPI sẽ giúp cho cải thiện được cái dư hậu của người bệnh. Vâng, đây mục tiêu của điều trị của chúng ta đó là đặt cân bằng giữa ức chế kết hợp tiểu cầu và giảm nguy cơ của xuất huyết, làm sao mà chúng ta làm tạo sự cân bằng và tiêm PPI và sau đó là truyền tĩnh mạch liên tục sẽ giúp nhanh chóng đạt được cái pH bằng 6, là cái pH phù hợp tốt nhất để duy trì đảm bảo sự cân bằng này. Vâng, tiêm tĩnh mạch PPI và sau đó truyền tĩnh mạch liên tục thì cũng giúp nhanh chóng đặt pH bằng 6 và duy trì tốt pH trên bằng và trên 6. Sau khi mà chúng ta tiêm tĩnh mạch pantoprazol thì cái thời gian trung vị đạt được pH bằng 6 là 45 phút và duy trì pH từ 5.6 đến 7.1 trong 72 giờ. Đây là những kết quả nghiên cứu rất là rõ và hiệu quả đăng trên các tạp chí gần đây. Thưa chị và các bạn, điểm kết luận của bài báo cáo của tôi ngày hôm nay đó là việc xử trí cấp cứu một người bệnh COVID-19 bị xuất huyết tiêu hóa trên, trước hết là chúng ta cần phải xác định nhu cầu
nội soi đường tiêu hóa trên có cần khẩn cấp hay không, và tốt nhất là nên trì hoãn, vì nội soi tiêu hóa cũng là một thủ thuật có nguy cơ cao của việc lây truyền, là vì do tạo khí dung. Loét dạ dày tá tràng vẫn là nguyên nhân chính, và vai trò của virus gây ra xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 vẫn cần được nghiên cứu thêm. Tiếp cận người bệnh COVID-19 đã có xuất huyết trên ấy, thì cần cá thể hóa, cần dựa vào lâm sàng, tập trung vào tiên lượng sống của người bệnh, khai thác kỹ bệnh sử và làm các xét nghiệm tỉ mỉ là rất quan trọng để mà chẩn đoán được nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa khi nội soi không được thực hiện. Chúng ta cần dùng thang điểm GPS để phân tầng nguy cơ và tiên lượng dư hậu cho người bệnh COVID-19. Điều trị người bệnh COVID-19 bị xuất huyết tuyến trên vẫn còn là một thách thức. Chúng ta có thể điều trị bảo tồn và trì hoãn nội soi nếu người bệnh không đáp ứng. Chúng ta cần truyền máu đúng chỉ định theo chiến lược truyền máu hạn chế, cần sử dụng PPI một cách tích cực trước và sau khi nội soi. Cái tiêu đề ít hơn là nhiều hơn, ít hơn ở đây là ít nội soi hơn do nguy cơ lây nhiễm, nhưng nếu chúng ta chủ động sử dụng nhiều hơn các phương pháp như là đánh giá người bệnh bằng chống tăng điểm, và đặc biệt là vấn đề dùng thuốc ức chế bơm proton cũng như là truyền máu hạn chế, và nhờ đó đã giảm được nguy cơ xuất huyết tiêu hóa và xử trí tốt các trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên ở người bệnh COVID-19 mà ít phụ thuộc vào nội soi như là trước kia. Đây là cái tiêu đề chính của bài báo cáo của tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn chú ý của quý vị. Dạ, rất là cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Đỗ Quốc Huy, cũng đã coi như là một lần nữa đã cập nhật lại tất cả những cái về chiến lược điều trị xuất huyết tiêu hóa trên một bệnh nhân COVID. Thì cái này nói để chia sẻ thôi, tức là cái thời mà bắt đầu của mình cái đợt dịch thứ tư thành phố Hồ Chí Minh á, thì chắc các đồng nghiệp còn nhớ, tức là cái mình á, là chủng Delta. Cái chủng Delta của mình thì nó làm rất nhanh. Và khi mà bắt đầu nhiễm mà chuyển qua cái giai đoạn mà từ 5 đến 7 ngày thì là bắt đầu vô bão cytokine vân vân đó. Thì tất cả các cái phổi của những cái bệnh nhân này vào viêm phổi mà do COVID rất nặng. Và hầu như là khi mà đã dùng các cái biện pháp mà không xâm lấn, rồi khi mà chúng ta đi quản thở máy, thì cái phổi nó diễn biến rất nhanh. Có những người bệnh nó từ sáng cho đến trưa thôi là cái phổi nó coi như là mờ hết cả hai bên phổi. Thì những cái phần đó mà lúc đó thì chúng ta chưa có vaccine nhiều. Và đặc biệt là những cái đợt dịch như là chúng ta nói là đợt dịch thứ ba ở Đà Nẵng rồi ở Bắc Giang đó, thì các anh chị nói là cái đầu tiên của COVID của mình là nó đánh trên những cái bệnh nhân nội trú. Mấy anh chị không biết có nhớ là hồi xưa mình hay hội chẩn nhóm với lại trên trực tuyến đó. Thì là ở Đà Nẵng nó vô ngay luôn cái ICU, rồi một số bệnh nhân của thận nhân tạo. Cho nên là những cái bệnh nhân này rất là nhiều bệnh rồi, là khả năng là bị stress, rồi khả năng là bị thận đang chạy thận nhân tạo, suy thận mãn, rồi tất cả các cái bệnh đó đều gây ra xuất huyết tiêu hóa trên. Và chúng tôi cũng nhớ là cái thời đó là mình là chiến dịch Zero Covid. Cho nên là hễ mà lúc mà cử nhân lực để đi làm nội soi, Thảo kể cho mấy anh chị là cử nhân lực là kể như mất nhân lực đó trong vòng 14 cho đến 21 ngày. Mấy anh chị có nhớ không? Tức là cử cái kiếp đó đi. Thì có một cái nhóm là sẽ điều trị bệnh nhân Covid thì nó ở lại thường trực rồi. Còn cái nhóm mà điều mình cử đi để các cái thủ thuật á, thì sau khi mà làm xong thủ thuật là cái kiếp đó bị cách ly 14 cho đến 21 ngày. Cho nên lúc đó là rất là dè dặt. Và những cái phần mà cái hạn chế về nhân lực, hạn chế về tất cả các nguồn lực, về chế phẩm máu vân vân, thì tất cả những cái phần mà hemoglobin mà từ hồi trước mình nâng á, là từ 7 đến 9, thì bây giờ mình phải thấp hơn. Tại vì nguồn lực về chế phẩm máu cũng không có. Cái đó là những cái mà cũng quyết định cho các cái guideline trong cái thời COVID và cái việc mà chúng ta sử dụng cái guideline đó như thế nào tại Việt Nam thì cũng là một cái bài toán rất là lớn. Thì để cho cái chương trình bắt đầu tới cái phần bàn luận thì mời tất cả các thầy cô. Trước khi tới cái phần bàn luận thì mời bên phòng ban tổ chức sẽ có cái phát biểu.
Dạ, xin trân trọng cảm ơn các thầy cô ạ. Và bây giờ đến phần bàn luận thì em xin mời Phó Giáo sư Phạm Thị Ngọc Thảo, Tiến sĩ Đỗ Quốc Huy và Tiến sĩ Trương Nhân Tiện sẽ lên sân khấu để tiếp tục phần bàn luận ạ. Và tất cả các bạn có câu hỏi nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi bằng hình thức giơ tay. Còn nếu quý vị nào tham gia trực tuyến thì quý vị có thể đặt câu hỏi bằng cách là đánh vào cái phần mềm của chúng tôi và chúng tôi sẽ đọc câu hỏi đến cho tất cả các báo cáo viên ở đây ạ. Dạ, và lần đầu tiên thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo và thầy Huy và thầy Tiễn đã có hai bài báo cáo rất là hữu ích dành cho tất cả các quý vị đồng nghiệp ở đây. Và không biết thì quý vị đồng nghiệp ở đây thì có ai có những cái câu hỏi nào để chúng ta cần làm rõ các vấn đề mà chúng ta thắc mắc không ạ? Xin quý vị chúng ta đặt câu hỏi bằng cách giơ tay ạ. Dạ, trước khi thì các anh chị có cái câu hỏi từ các đồng nghiệp ở đang tham dự ở trong cái khán trường này hay là các cái anh chị đang mà trực tuyến đó, thì Thảo có một câu hỏi với lại tiến sĩ Trương Dương Tiễn. Thì trong cái khoảng thời gian mà điều trị cho những bệnh nhân COVID nặng đó, thì cái tỷ lệ viêm phổi thứ phát ở tại cái đơn vị hồi sức mà của bác sĩ Tiễn làm thì cũng đã có trong cái bài báo cáo. Tuy nhiên thì cái phần mà liên quan đến cái ram âm hoặc là ram dương mà đa kháng thì các cái phần mà mình về sử dụng kháng sinh á, thì nó có cái gì đặc biệt hơn so với lại cái trước khi mà dịch xảy ra hay không? Chắc tiến sĩ Tiễn có thể trình bày thêm cái phần này. Alo. Dạ, cảm ơn Phó Sư Thảo. Thưa các anh chị, thì thật sự ra cái lúc mà cái đợt dịch đó thì đúng là kinh khủng, nghĩ lại đúng một năm, gần một năm rồi mấy anh chị. Thì thật sự lúc mà đơn vị được chuyển đổi công an để điều trị bệnh nhân COVID nguy kịch thì phần lớn thì các bệnh nhân đưa về khu ICU toàn là thở máy hết rồi. Thở máy hết rồi và cũng là ở giai đoạn nặng hết, trở nặng nguy kịch hết. Thì thật sự ra những cái bệnh nhân mà về vào thời điểm đó là hầu như đã được các tuyến trước sử dụng kháng sinh rồi. Thì khởi đầu kháng sinh của các tuyến trước thì có thể là từ cái Cefepime hoặc là Fluoroquinolone. Khi về chợ rẫy thì nói thiệt luôn, bây giờ mình tâm sự rõ luôn là khi tụi tôi bắt đầu khởi đầu kháng sinh là khởi phát bắt đầu từ kinh nghiệm cũng từ các ba bên em hết. Khởi đầu cũng là Meropenem hay là Imipenem phối hợp với Gram âm, Gram dương cũng Vanco rồi cũng là Fluoroquinolone, tức là ba mũi giáp công. Lúc đó cũng không loại trừ được gì hết. Thật sự ra những cái nhóm bệnh nhân đó thì thường thì nằm ở giả chiến hoặc ở cái đơn vị cách ly trước thì cũng thường thường là cũng 5-7 ngày rồi, 5-7 ngày. Thành ra lúc đó mình cũng không loại trừ được một cái viêm phổi thứ phát, viêm phổi bệnh viện hay trước đó hoặc là đồng nhiễm trước đó, thì sử dụng ngay những cái kháng sinh đại bác như vậy. Thì nó có một cái tới bây giờ thật sự ra tôi cũng nói với các anh em đồng nghiệp, các bạn trong cái ekip điều trị luôn, là chúng ta điều trị COVID chưa có ai từng có kinh nghiệm hết. Mình đó đâu có, trước đó mình đâu có kinh nghiệm điều trị COVID đâu, bị có đồng trị mấy anh chị, lúc đó mới bắt đầu có. Thì mình cũng bảo ban nhau thôi là mình vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Chắc chắn nó sẽ có những cái nó chưa đúng. Nhưng mà mình khi mình biết nó chưa đúng thì mình phải sửa chữa ngay kịp thời hơn. Thì thật sự ra khi kết quả vi sinh về, có những cái vi sinh nó không có kết quả âm tính hết đó anh chị. Kết quả âm tính hết trơn. Nhưng mà những cái dấu hiệu là lâm sàng thì để cho mình chẩn đoán đây là một cái viêm phổi liên quan thở máy hay viêm phổi bệnh viện thì có, thì anh em thì vẫn tiếp tục điều trị theo cái đó. Thì trả lời cái câu hỏi của Phó Sư Thảo là nó có khác biệt gì không, thì thật sự ra là mình sử dụng là kháng sinh đại bác, gọi là kháng sinh đại bác, thường là sử dụng kháng sinh đại bác ngay từ đầu. Có những ca mà nếu mà từ các đơn vị mà hồi sức giả chiến, gọi là hồi sức giả chiến, tức là những cái trung tâm hồi sức mới mở sao, thật sự đó những cái đó là không phải bệnh viện, nhưng mà vô đó thì mình chỉ thấy là ví dụ như những cái bệnh viện giải chiến 13 đó, bệnh 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 của Việt Đức đó,
phụ trách, thì đưa bệnh nhân về đây thì nằm ở đó thì cấy ra cũng toàn là vi khuẩn kháng thuốc đó, anh chị. Nó là viêm phổi liên quan, thở máy viêm phổi liên quan, viêm phổi bệnh viện đó. Thì tôi mới gọi đùa đây không phải viêm phổi bệnh viện mà viêm phổi giả chiến, chứ không phải bệnh viện, nó đâu phải bệnh viện đó. Nhưng mà cũng kháng thuốc hết trơn. Thành thử ra cái khác biệt là sử dụng kháng sinh đại bác ngay từ đầu. Cái thứ hai nữa là cái quá trình điều trị thì cái tỷ lệ mà cấy nấm sử dụng thuốc kháng nấm nhiều hơn. Nhưng tại cái bài này là chỉ nói về kháng sinh, thành ra cái phần kháng nấm, nguyên các kết quả vi sinh về kháng nấm tôi bỏ qua một bên, không muốn đề cập. Để có một cái điều kiện dịp khác thì sẽ trình bày hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn tiến sĩ Tiễn. Thì cái này chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn luận. Thì để trả lời cho một cái câu hỏi mà trực tuyến, thì xin phép hỏi thầy Huy. Bệnh nhân COVID-19 phần nhiều thì không có xuất huyết tiêu hóa ngay khi nhập viện, nhưng sau nhập viện một thời gian thì bị xuất huyết tiêu hóa. Phải chăng là do thuốc kháng đông hay là corticoid? Cách xử trí trong trường hợp đó như thế nào? Cái người đặt câu hỏi thì không có ghi danh tính cho nên là không có biết. Đã, xin mời thầy Huy trả lời. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn đồng nghiệp. Bạn đồng nghiệp nào hỏi câu này chứng tỏ là bạn đó trực tiếp có tham gia điều trị COVID-19 và có những trăn trở giống như chúng tôi. Vâng, đúng như bạn nói, tuyệt đại bộ phận bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân COVID đều xuất hiện vào ngày sau 24 tiếng đồng hồ, tức là sau khi nhập viện mới xuất hiện. Các nghiên cứu ở Việt Nam cũng như thế giới đều cho thấy rằng là có trên 80% là xuất hiện sau 24 tiếng đồng hồ. Xuất huyết tiêu hóa sau 24 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy mà mọi người đều nghĩ rằng là có khả năng là do liên quan đến iatrogen, tức là liên quan đến chúng ta, cho chúng ta dùng thuốc, hoặc là do bệnh nhân ở trạng thái stress, căng thẳng, lo âu, tất cả những cái đả kích của những ngày đầu tiên khi nhập viện vì COVID-19. Anh chị các bạn đồng nghiệp nào đã từng tham gia trong hệ thống thì biết rằng là vô cùng căng thẳng, vô cùng ghê gớm, để lại ấn tượng ngay cả cho thầy thuốc cũng không chỉ riêng bệnh nhân đâu. Thế nên là xuất huyết tiêu hóa xuất hiện thường sau khi nhập viện thì người ta thường nghĩ đến iatrogen và hoặc nguyên nhân do hoàn cảnh. Tuy nhiên là không có bất kỳ một nghiên cứu nào chứng minh được là nó là nguyên nhân chính, là do dùng chống đông cũng như là dùng các loại thuốc corticoid. Mà người ta chỉ có một cái kết luận, tức là nó ít nhiều có liên quan đến môi trường nằm viện. Và các tác giả đều, như tôi vẫn trình bày, là các tác giả đều thống nhất một quan điểm là đứng trước một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do COVID-19 thì việc đầu tiên là chúng ta phải đánh giá người bệnh thuộc loại nào. Nếu người bệnh có tiền sử, chia làm hai nhóm nhé, bệnh nhân có tiền sử bị loét viêm hành đại tràng trước đó thì chúng ta điều trị khác với những bệnh nhân mà sau không có tiền sử. Nếu những bệnh nhân có tiền sử thì chúng ta nên cố gắng tìm cách để nội soi càng sớm càng tốt. Và những bệnh nhân nào không có tiền sử lát trước thì chúng ta nên trì hoãn nội soi. Đây là cái guideline thống nhất quan điểm, phần lớn các tác giả thế giới đều như làm như vậy. Và việc nội soi hay không nội soi thì trước việc đầu tiên chúng ta phải dùng PPI liều một cái tích cực, liều tấn công như phần tôi đã trình bày, và cân nhắc đánh giá theo GPS để xem bệnh nhân đủ nặng hay không, để mà có cần phải chuyển hóa hay chưa. Và đặc biệt là vẫn phải dùng PPI liều cao và tấn công. Đây là cái cách xử trí mà thống nhất tất cả các thầy thuốc điều trị cho COVID. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy Huy. Và em xin phép được đọc một câu hỏi mà các bạn đồng nghiệp dưới đây đã hỏi. Vậy thì khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân COVID mà có xuất huyết tiêu hóa thì việc sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất huyết tiêu hóa như là Lovenox hay là những cái corticoid thì theo quan điểm của các thầy cô thì như thế nào ạ? Xin mời các thầy cô ạ. Vâng, đúng là như vậy. Trên bệnh nhân COVID-19 đang được dùng các thuốc chống đông corticoid thì bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì đây là một vấn đề rất nan giải mà làm đau đầu trong các bác sĩ điều trị. Việc chúng ta đưa lên bàn cân để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của việc dùng hai nhóm thuốc này. Một mặt thì bệnh nhân rất cần thiết phải dùng thuốc chống đông, đúng không ạ? Đó là cơ chế bệnh sinh các bạn đã học rồi. Đặc biệt là những bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng giảm oxy máu cũng như là suy đa tạng. Những bệnh nhân có biểu hiện của tăng đông rất là rõ, đặc biệt là tình trạng giảm oxy máu chẳng hạn. Thì việc nhu cầu dùng chống đông là vô cùng quan trọng.
Thế nhưng mà dùng chống đông có thể tiếp tục gây suất huyết tiêu hóa. Thế nên là chúng tôi thường cân nhắc việc thái độ của chúng ta thế nào phụ thuộc vào tiền sử. Nếu bệnh nhân có tiền sử, chúng ta tiến hành nội soi sớm. Còn nếu không có tiền sử rất là dễ tá tràng hoặc là từ không rõ ràng thì chúng ta nên trì hoãn. Và trong lúc trì hoãn chúng ta nên hai việc phải làm. Việc đầu tiên đó là dùng PPI tích cực tấn công dữ dội. Sau đó bên cạnh là cân nhắc việc giảm liều, cân nhắc có thể giảm liều hay không giảm liều cái việc chống đông và cũng như là corticoid giảm liều, nhưng mà không định hướng được. Ở đây là chúng ta phải lợi ích giữa cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ như tôi đã nói. Xin hết. Chị Thảo thì có thêm một số các ý kiến. Thì cái thời đầu tiên khi mà chúng ta cùng với lại Bộ Y tế để soạn thảo ra các cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân COVID ấy, thì lúc đó thì tới cái giai đoạn mà đợt dịch thứ tư thì tình hình của thành phố Hồ Chí Minh là rất là coi như là đỉnh dịch và cái số lượng bệnh nhân rất là cao. Thì lúc đó thì thành phố Hồ Chí Minh mình có ra các cái phần mà điều trị tạm thời, trong đó là có điều trị tại nhà một số các cái sử dụng các cái thuốc mà chống đông. Thì trong đó thì ngoài những cái chống đông viên á, như Sarento đó, thì ngoài ra đó thì mình có sử dụng một số các cái loại thuốc khác, ví dụ như là Lovenox. Còn những cái bệnh nhân đang điều trị nội trú thì có một số bệnh nhân thì dùng là Lovenox hoặc là Heparin. Thì tất cả những cái phần đó khi mà mình điều trị trong cái phần mà của COVID á, thì người ta nói là về mặt sinh lý bệnh thì nó đánh vào các cái phần, ví dụ như là nói vào cái vi huyết khối. Thì lúc đầu mình nói là vi huyết khối thì nó chỉ xảy ra ở một số nơi, nhưng mà sau đó thì người ta thấy rằng trong các sinh lý bệnh của những cái đợt mà sau đó thì người ta khảo sát rằng vi huyết khối nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Từ ở phổi, ở vi huyết khối, ở cả tĩnh mạch và hệ động mạch và cả mao mạch nữa. Và những cái phần ví dụ như các tạng như ở thận, ở tim, ở tất cả các nơi đều có. Cho nên người ta nghĩ rằng nếu như chúng ta dùng các cái thuốc chống đông nó sớm đi giải quyết cái vấn đề viêm và vi huyết khối thì chúng ta có thể giải quyết được cái bệnh lý của COVID. Tuy nhiên thì đối với lại những cái phần mà nó hình thành ra cái cục huyết khối ở các cái hệ thống tĩnh mạch, động mạch hoặc là mao mạch đó, thì ở mỗi cá thể nó lại khác nhau chứ không phải giống nhau. Cho nên có những người ví dụ như có tiền sử về dạ dày hoặc là có những người nó nhạy cảm với lại các loại thuốc thì nó sẽ có những cái đáp ứng nó khác nhau. Cho nên trong cái trường hợp mà cái bài của thầy Huy thì cũng đã nói rất là rõ. Và cái trong cái đại dịch COVID thì chúng ta vì cái nguồn lực về các cái phần khác thì chúng ta thấy rằng nếu như mà có các vấn đề chúng ta có thể là sử dụng về nội soi thì nó đã có các cái chiến lược rồi, chúng ta có thể trì hoãn và nếu như có vấn đề thì chúng ta có thể là tiến hành nội soi. Còn riêng về các cái thuốc mà để mà có thể cầm cự thì PPI thì nó đã là nhất rồi, và trong đó thì có liều tải và các cái liều để duy trì. Và cái việc mà chúng ta ngừng thuốc chống đông để theo dõi thì cái đó là cái quyền của cái bác sĩ điều trị và chúng ta phải theo dõi trong vòng bao nhiêu. Nếu như mà cái việc mà chúng ta dừng lại mà nó làm cho các cái hệ thống nó hình thành ra các cái cục máu đông ở khắp nơi, ví dụ như làm cho về huyết khối ở phổi hoặc là có cái tình trạng nhồi máu cơ tim, thì chúng ta phải lại có những cái phác đồ và guideline cho những cái vấn đề đó. Thì cái đó là hiện nay chúng ta vẫn làm thường xuyên và được hội chẩn thường xuyên ở các cái đơn vị hồi sức cũng như các đơn vị COVID từ thu dung cho đến các giả chiến. Cái đó là cái phần mà Thảo sẽ bổ sung thêm. Không biết Tiễn có ý kiến gì thêm không? Thì cái quá trình cái này tôi xin bổ sung chút xíu. Mấy anh chị hỏi vậy thì cũng giống như đánh đố mấy anh thầy cô ngồi trên này. Thì xuất huyết tiêu hóa đó mình phải đánh giá nó mức độ nào, nó ồ ạt ảnh hưởng huyết động hay không. Ví dụ như nó rỉ rả, tiếp lên viêm ra máu ít thôi, huyết động còn ổn. Cái thứ hai nữa là nó xảy ra ngày thứ mấy của COVID. Vì nó tác động đến cái quá trình mình có thể là cân nhắc ngừng kháng đông nếu mà nó xảy ra muộn. Tức là ở ngày thứ mười mấy, 20 của COVID rồi thì nó lại khác. Còn nếu mà nó xảy ra ở những cái ngày mà bắt đầu COVID chuyển nặng của bão cytokine, nếu mà anh chị ngưng kháng đông thì lúc đó mình sẽ trả giá nặng, tức là sẽ trả giá nhiều hơn nữa. Thành ra cái đó mình sẽ cân nhắc là thứ nhất là
mức độ xuất huyết tiêu hóa, mức độ như thế nào có ảnh hưởng huyết động hay không. Ví dụ chỉ chảy ít ít rỉ rả, mình có thể là tiếp tục như thầy Huy cũng đã nói ngay từ đầu là mình phải cá thể hóa, tức là quá trình đó mình điều trị, mình nhìn bệnh nhân cái này cần thiết phải soi hay không. Soi thì mình trả giá rất là nhiều, tức là trả giá, nói như cô Thảo đã nói rồi, mấy anh chị đưa một ekip vô soi là ekip đó đi 14 ngày mới về luôn. Mà thật sự ra mình có mấy bác sĩ soi đâu, cả bệnh viện mình có mấy bác sĩ soi, soi xong rồi đi mười mấy ngày mới về luôn. Thì cái những cái sao mà nặng nề cần thiết hơn lấy đâu mà soi. Cái thứ hai nữa là ví dụ như nó chảy máu rỉ rả thì mình có thể điều trị nội khoa tiếp, mình theo dõi. Cái thứ ba nữa, nếu mà nó xảy ra muộn những ngày sau thì có thể mình có thể cân nhắc ngưng kháng đông trong vòng 24, 12, 24 tiếng hoặc là 48 tiếng để mình theo dõi đánh giá rồi mình tái lập lại sử dụng kháng đông cũng được. Ví dụ như mấy anh chị thấy khi mà mình điều trị những cái ca mà không suy thận là mình dùng cái Lovenox thì thời gian tác dụng mình ngưng nó cũng kéo dài chứ đâu phải là nhất định là nó phải ái liền. Nhưng mình phải cân nhắc, thì cái đó là những cái mà thực sự trong quá trình mà vô đỉnh dịch tụi tôi cũng có những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nhưng mà hầu như là tôi không có soi ca nào hết, không có soi ca nào. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn các thầy cô ạ. Và tiếp theo thì chắc sẽ ưu tiên câu hỏi của các bạn ở nơi này trước. Nhưng mà để giao lưu cho nó tốt á, thì nếu mà được á, các anh chị cứ giơ tay mình đứng lên mình giới thiệu mình ở đâu, tên gì rồi đó. Có một anh giơ tay rồi đó. Thì như vậy mới giao lưu tốt ha, chứ còn chuyển giấy lên đây nó buồn dữ lắm. Dạ, mời anh. Dạ, anh có thể giới thiệu tên. Tôi là bác sĩ Kiệt, hiện giờ đang công tác tại Bệnh viện Triều An. Thì mình xin có một số câu hỏi với lại Phó Giáo sư Thảo, Tiến sĩ Tiến với lại Tiến sĩ Huy ha. Thứ nhất thì mình hỏi cái này thì nó cũng hơi tế nhị một chút. Là trong cái vấn đề là viêm phổi do Covid á, ha, không hội bội nhiễm với bệnh nhân Covid á, thì mình không thấy một cái nghiên cứu nào thật sự mà phía ở sau khi cái kiểu mà kiểu cách ly tập trung của mình á, có thể làm cho những bệnh nhân có bệnh nền sẵn nó dẫn đến nặng hơn, rồi nó dẫn tới vấn đề đề kháng kháng sinh rồi này kia hỏi nặng hơn hay không. Rồi do kiểu cách ly tập trung á thì nó có thể làm cho những cái bệnh nhân mà từ nhẹ thành nặng rồi không đáp ứng với lại điều trị hay không. Cái đó mình không thấy một cái nghiên cứu nào hết trơn á, tại mình cũng đã trực tiếp mình tham gia điều trị với Covid những cái bệnh nhân đó, mình thấy vậy. Ví dụ bệnh nhân bị tiểu đường, suy thận này kia cái nọ rồi xong sau đó bị bắt đi cách ly tập trung, rồi vô trong cái cách ly tập trung nó không có xử lý gì hết trơn thì nó chuyển nặng rồi chuyển qua suy thận cấp rồi hoặc là viêm phổi nặng rồi chừng đó, thì khi những cái xử trí đó thì đương nhiên cái khả năng mà khi mà đã thở máy rồi thì nó sẽ bị nặng hơn, thì cái đó thì mình chưa có thấy ai nói gì hết. Còn thứ hai á, về cái vấn đề mà sử dụng kháng đông á, thì mình cũng đồng ý với Phó Giáo sư Thảo, là có nghĩa là gì, thật sự á, khi mà mình điều trị Covid trong đỉnh dịch á, thì hầu như khi mà vô ai của mình cũng sử dụng kháng đông hết trơn á, thì automatic là ai cũng cho uống thuốc dạ dày trước hết rồi á. Còn cái chuyện nhân lực càng rõ ràng nữa, tới cái mức mà cái lúc mà có cái bệnh nhân ở ngoài Đà Nẵng vô á, mình chỉ cần một cái ekip mà để đưa cái bệnh nhân đi qua Chợ Rẫy chẳng hạn, hoặc là chỉ cái bọc lướt qua thôi là nguyên cái dàn cách ly hết trơn, thì đâu có ai đâu mà làm mấy cái chuyện nội soi hay cái gì mà thật sự ngay cả bác sĩ điều dưỡng này kia cái đó lúc đó cũng rất là sợ. Thậm chí là bệnh nhân bây giờ điều trị lại cũng bận BBE và đặt nội khí quản cũng sợ cũng chết luôn, tại vì xong hay bệnh nhân nó xong cái bị bắt đi cách ly hết trơn, thấy không, cái người đặt nội khí quản mà bị nghi là cũng bị bắt đi cách ly, rồi cái người điều trị bắt đi cách ly, mình bản thân mình cũng thấy rất là nhiều chuyện đó. Thành ra nó có những cái vấn đề tế nhị, mình phải đặt câu hỏi là khi mà những cái bệnh nhân mà bị như vậy đó, là vấn đề đó là có phải là do mình gây ra hay không nữa, một phần. Anh Huy có trả lời không? Để Thao trả lời. Dạ. Trong cái phần mà liên quan đến cái viêm phổi mà mình có làm các cái nghiên cứu hay không, chắc ở ngay chỗ Tiễn trả lời trước, tại vì cái này cũng đã có cái chỉ đạo để làm một số các cái nghiên cứu mà trong cái đợt dịch Covid á. Nhưng mà thật ra để công bố được tất cả những phần đó thì nó cũng phải có thời gian. Mời Tiễn. Rõ ràng là nhóm bệnh nhân, cái này nghiên cứu ở nước ngoài rồi, những bệnh nhân có bệnh lý nền thì có nguy cơ trở nặng nhiều hơn, ví dụ như tiểu đường, tăng huyết áp hay là béo phì, rõ ràng là nó có khả năng là nó trở nặng nhiều hơn, trở nặng do Covid nhiều hơn.
do COVID nhiều hơn, và các nghiên cứu mà thật sự ra chi tiết các nghiên cứu thì không thể trình bày hết cho mấy anh chị. Các nghiên cứu mà viêm phổi thứ phát, viêm phổi liên quan thở máy ở nhóm bệnh nhân COVID, thì những bệnh nhân có bệnh lý nền, có bệnh lý đi kèm rõ ràng là có khả năng thì mắc bệnh nhiều hơn, có khả năng viêm phổi nhiều hơn. Còn ở Việt Nam thì thật sự cái nghiên cứu của riêng của tại cái khoa chúng tôi thì tụi tôi đang tổng kết, chắc có lẽ là tới tháng 9 thì mới xong, thì chưa có kết quả cụ thể, thành ra chưa có báo cáo đem anh chị được. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà câu hỏi anh đặt ra là có cái nghiên cứu nào chưa, thì rõ ràng trên thế giới nó có nghiên cứu đầy. Anh chị đọc y văn nó hiện ra public nhiều lắm, tức là nó những bệnh nhân tiểu đường, những bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh lý suy thận mãn, suy tim, thì khả năng những người bệnh đó bị COVID sẽ bị trở nặng nhiều hơn. Và nhóm bệnh nhân mà viêm phổi liên quan thở máy ở những nhóm bệnh nhân này thì nó cũng tỷ lệ cao hơn, và đương nhiên là tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Cái này nó có trên y văn, mấy anh chị cứ về đọc. Dạ, đó là về cái liên quan thở máy. Còn riêng mà mấy anh đặt câu hỏi là mình riêng của Việt Nam mình đưa vô cách ly là có phải do mình làm cho bệnh nhân trở nặng hơn, thì cái đó tôi không dám trả lời đâu nha anh chị nha. Câu hỏi này là câu hỏi khó, thì để trước khi cho đồng nghiệp khác trả lời thì chắc mình nghĩ nó cũng tạm ngưng ở đây thôi. Tại vì sao? Cái đó là các cái phần mà rút kinh nghiệm những vấn đề tồn tại trong cái việc mà chống dịch, trong những cái đợt dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, và cái tỷ lệ tử vong nó tăng, nó rất nhiều các cái nguyên nhân, chứ không phải là chỉ là một phần là của chuyên môn hay là gì gì đó thôi, hay là cái nguồn lực, hay là mình tập trung thì mình không có đủ điều kiện để mà có thể phục vụ cho các đối tượng dân mình ở đó. Rồi trong cái thời điểm đó thì không phải là chỉ có về chuyên môn y tế không, mà về nguồn lực, về cái ăn, cái uống của bệnh nhân, rồi điều trị các cái bệnh nền có tốt hay không, vân vân. Thì bây giờ, tới bây giờ mình vẫn còn đang là nêu lên một số để mà mình có thể, nếu mà mình rút kinh nghiệm được tốt thì là mình sẽ hạn chế được cái tỷ lệ tử vong đối với lại những nơi có dịch. Và mình chia sẻ cái kinh nghiệm đó, nhưng mà thật sự là số liệu mà để có thì chắc không có đâu. Cái thứ hai nữa là mình cũng chỉ dừng lại ở những cái gọi là các nghiên cứu về điều trị viêm phổi hoặc là viêm phổi thứ phát, tỷ lệ nó như thế nào và cái ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong như thế nào thôi. Rồi, dạ xin mời bác ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch, tôi là bác sĩ Ân ở Bệnh viện Quân y 175. Thế thì báo cáo với các thầy cô trong đoàn chủ tịch là trong cái bài mà báo cáo, hai bài báo cáo hôm nay thì bản thân em thì thu lượm được rất nhiều thứ. Đặc biệt bài của thầy Huy, báo cáo thầy là cái đợt đấy là thầy cũng sát cánh cùng với bọn em, mà đúng là không cá thể hóa thì những cái ca mà chuyển lên bọn em chắc cũng tiêu rồi. Đấy, một cái ca mà một cái COVID nặng nguy kịch mà lại bị xuất huyết tiêu hóa, nó rất là khó. Nếu như mà mình không sử dụng kháng đông thì lúc bây giờ cũng toi. Mà nếu như mà mình không xử trí cái xuất huyết tiêu hóa thì cũng chết. Thế thì cái ca báo cáo thầy Huy với các đồng nghiệp ở đây, đúng như thầy Huy chia sẻ đấy, ca này thì sau đó thì lọc máu liên tục và mình phải chuyển cái kháng đông sang cái sử dụng Evarin để mình kiểm soát được hết. Và sau đó thì mình nội soi và cuối cùng là cái ca thành công. Thế thì sau đó một vài cái ca khác thì không cần lọc máu nữa, nhưng mà khi mà suy kịch, suy hô hấp nguy kịch do cái COVID thì bọn em đã áp dụng cái phác đồ đấy, tức là mình chuyển cái kháng đông, không ngừng kháng đông được. Bởi nếu ngừng kháng đông thì đúng theo cái cơ chế bệnh sinh còn nó thì cuối cùng rồi là cái phổi cũng hỏng. Thế thì mình sử dụng cái Evarin và mình kiểm soát cái TCK 40 đến 60 giây thôi. Thế thì mình được cả hai, thì báo cáo các thầy cô thì cái đấy thì đúng như thầy Huy. Và tuy nhiên cái thời kỳ đấy thì chưa nghe cái bài của thầy Huy thì lo lắm, ca nào mà không thấy nội soi được là thể nào các sếp cũng ý kiến tại sao không soi đi. Nhưng mà rõ ràng hôm nay thì mở mang được rất nhiều kiến thức, tức là hóa ra cái thời kỳ đấy nhiều khi mình lười lại hóa lại để đúng. Thế thì riêng cái bài của thầy Huy thì em rất cảm ơn và học được rất nhiều thứ. Thế còn riêng chỗ bài của thầy Tiễn thì báo cáo thầy là trong cái đại dịch COVID vừa rồi thì chúng ta thấy là các cái hình ảnh học về viêm phổi do COVID cũng như là viêm phổi thứ phát mà đặt vấn đề CT trên đầu khó lắm. Thế thì trong cái chỗ bài báo cáo của thầy Tiễn vừa rồi thì tôi chưa thấy
đề cập đến cái hình ảnh về siêu âm phổi, bởi cái này quan trọng lắm. Báo cáo các thầy cô là tôi cũng là một cái người điều trị ở cái tầng 3 như thế, thì hầu như những cái ca mà vào, tất nhiên ngoài cái dấu hiệu mình theo dõi về vấn đề sốt, về bạch cầu, về thay đổi tính chất đờm, về X quang là cái mình làm được, thậm chí nhiều chỗ còn không thể làm được X quang. Thế nhưng cái máy siêu âm thì nó di động rất là tốt và mình làm lại cực kỳ tốt. Thì báo cáo các thầy cô là vừa rồi thì chưa thấy thầy Tiễn chia sẻ về cái này. Thế thì cũng rất mong thầy Tiễn chia sẻ. Chứ còn riêng ở bệnh viện Quân y 175 thì cái thời gian đầu thì chúng tôi theo dõi những cái ca mà các cái đường bi lai mà chủ yếu tổn thương ở vùng ngoại vi thì đấy rặt COVID. Và những cái trường hợp ít khi có tràn khí màng phổi và tràn dịch. Nhưng ở cái giai đoạn sau khi mà chuyển sang cái giai đoạn sốt thay đổi tính chất đờm, đấy, biến đổi trên X quang thì rõ ràng siêu âm phổi các cái đường bi lai thì nó chạy hẳn vào phần trung tâm luôn. Thế và cái dịch màng phổi bắt đầu có và có một vài ca thì đã có tràn khí. Thế thì không biết ở chỗ của thầy Tiễn thì cái kinh nghiệm của mình như thế nào về cái chuyện này. Đấy, và cũng nên đưa cái tiêu chí này vào vì nó dễ làm hơn, vì nó không có xâm nhập gì. Đấy, đấy là cái câu hỏi thì cũng xin thầy Tiễn chia sẻ thêm. Thế còn về một cái việc nữa là vừa rồi cái bài của thầy Tiễn thì cũng báo cáo thì chúng ta thấy rất hay, rất chi tiết. Thế nhưng mà chúng ta thấy là cái Acinetobacter baumannii cũng như là Pseudomonas và Klebs nó kháng kinh khủng, đà kháng rất dữ. Nhưng mà trong cái chỗ này thì tôi cũng chưa nhìn thấy cái kháng sinh đồ ấy. Khi mà tiến sĩ Tiễn báo cáo thì tôi chưa nhìn thấy cái hàng mà kháng sinh của Ceftazidim phối hợp với lại cái Avibactam. Trong cái chỗ đấy thì không biết là trong cái dịp này thì bên nhà mình có làm cái về cái đấy không? Bởi cái này rất quan tâm thì báo cáo với lại thầy cô Thảo, thầy Vi với lại thầy Tiễn là vừa rồi cái báo cáo của chỗ đấy vừa rồi thì Klebs kháng kinh khủng. Chỉ còn có duy nhất colistin một tí thôi. Chứ ngay cả cái Javiscepta đấy mà bây giờ cũng kháng quá trời. Bây giờ mình xài. Thì cũng rất mong thầy Tiễn là cái cơ sở cuối thì có cái kinh nghiệm chia sẻ gì về cái vấn đề này không? Xin hết. Cảm ơn thầy Ân của Bệnh viện 175. Chắc là nhờ bác sĩ Tiễn chia sẻ một chút rồi thì chị Thảo nói thêm. Dạ, đầu tiên thì xin trả lời là cái siêu âm phổi. Thì thật sự ra cái siêu phổi thì cái giai đoạn đầu á, khi mà cái, theo tôi biết là cái bệnh nhân mà phi công Nghệ Anh, bệnh nhân phi công 91 là được siêu âm đánh giá thì thường xuyên mỗi ngày và được báo cáo hội đồng. Nhưng mà thật sự khi mà tụi tôi mà khi mà được chuyển đổi công năng khoa hồi sức của chúng tôi thì tôi rất ít sử dụng cái siêu âm phổi. Thật sự ra cái X-ray, X-quang của tụi tôi là chụp và xem được, tức là khi mà tụi tôi xem khi chụp X-quang tại giường tụi tôi xem được ngay. Tức là cái máy siêu âm thì để tại khoa và chụp lên được nhìn được liền. Thành ra và trong các guideline mà hiện nay mà tôi đã đọc được á, thì cũng có vai trò siêu âm phổi nhưng mà người ta không có đưa nhiều lắm. Thành ra nếu mà thật sự ra về kinh nghiệm siêu âm phổi thì tôi nói rõ ràng là tụi tôi ít dùng, rất ít dùng trong cái đợt dịch vừa rồi. Còn nếu mà các đơn vị anh chị nào mà có siêu âm phổi, có kinh nghiệm nhiều thì có thể chia sẻ ở đây. Cái thứ hai về câu hỏi mà Avicepta. Thì Avicepta tụi tôi có sử dụng khúc sau, về sau, những cái ca mà đa kháng mà kéo dài, mà kháng nhiều loại thuốc thì tôi cũng sử dụng. Nhưng mà về cái mặt mà cái mà vi sinh thì hiện nay là ở cái đợt đó thì chợ rẫy hết thuốc hay là không có thuốc gì đó. Thành ra trong kháng sinh đồ nó không có. Mà thật sự có một cái cảm giác riêng về cảm giác lâm sàng thôi, chứ tôi không nói cảm giác riêng, cảm giác lâm sàng thôi. Những cái ca COVID mà tôi đổi tới cái này á, cái Azispa này thì chắc cũng chết gần hết, không có ca nào sống á. Thì có chuyển qua thôi chứ cũng chết rồi. Thành ra tổng kết thì chưa tổng kết được. Về vi sinh thì không có kết quả. Cái kết quả vi sinh mà tôi báo cho mấy anh chị biết là vi sinh của bệnh viện Chợ Rẫy đó. Thành ra mấy anh chị thấy cái đĩa kháng sinh đồ không có cái Azicepta này lên trên đó. Thành ra có thể là lúc trước trong nghiên cứu người ta khi thuốc mới về người ta tài trợ có cũng sao này không thấy nữa. Ở đó thì tình hình là như vậy. Xin cô Thảo có ý kiến thêm. Cảm ơn cái phần tham luận của Bệnh viện 175 và các cái vấn đề đặt ra thì là mình cũng có rất nhiều hội nghị rồi về các cái vấn đề liên quan đến các cái thuốc mà đề kháng kháng sinh của các cái bệnh nhân mà COVID.
Thì thật sự ra thì trong các cái guideline của hội cũng như là các cái hướng dẫn và chẩn đoán của Bộ Y tế và áp dụng cho cả thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì tất cả những cái phần này đều được nêu hết, từ siêu âm, chẩn đoán hình ảnh về CT. Ở mình á, thì không làm được, chứ còn cái giai đoạn đầu á, thì tất cả các cái nơi mà giữ COVID á, đều làm CT được hết. Và các anh chị không biết có coi trong cái tổ hội chẩn chuyên môn mà trực tuyến của cả nước á, thì là tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương á, là gần như ca nào vô cũng làm CT thì được hết. Tại vì cái đó là cả cái hệ thống nó đã coi như là đã chuẩn hóa và đưa vô người ta làm CT, người ta nói cũng như X-quang vậy đó. Và X-quang mà có AI á, thì là gần như là đều có thể khảo sát được hết. Và lúc đó là người ta nói cái CT nó còn nhạy hơn cả cái gọi là test COVID nữa. Tại vì CT các cái tổn thương nó sẽ có trước và nó đã hiện lên trước khi mà cái tới cái ngày mà động học của cái về kháng nguyên kháng thể của cái ông COVID nó dương tính. Cho nên là hiện nay nếu mà về mà tổng kết về chẩn đoán hình ảnh về CT thì bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện nay là kho dữ liệu của cả nước về các cái bệnh COVID mà có trên CT. Và hiện đối với lại đỉnh dịch của thành phố Hồ Chí Minh á, sở dĩ chúng ta không có làm tại vì các cái bệnh viện mà giả chiến 13, 3 tầng rồi gì vân vân đó, thì những cái bệnh viện đó, đó gần như là có một số bệnh viện không có CT. Ngay cả như là nhồi máu cơ tim để mà chẩn đoán và làm các cái can thiệp á, cũng không có được luôn, thì rất là khó. Còn cái siêu âm á, thì có một số nơi á, thì có, nhưng mà vẫn có những nơi không có máy siêu âm đó. Cho nên là cái hôm mà gọi là để tổng kết lại về trang thiết bị cho từng cái bệnh viện giải chiến thu dung cũng như bệnh viện hồi sức, thì có những nơi thì sử dụng máy siêu âm được, nhưng mà có những nơi thì không có trang bị để mà thực hiện. Còn riêng về ngay chỗ bác Tiễn nói thì đó là cái chỗ ICUD lúc đó là đỉnh dịch cao rồi. À, thì vô là gần như là các cái phần mà phổi đông đặc rồi phổi tràn khí nó quá nhiều và nó quá rõ. À, cho nên lúc đó theo dõi mà theo dõi sát mỗi ngày á, là những cái ca nào mà đặc biệt á, thì mình theo dõi siêu âm và đánh giá cũng bi lai rồi vân vân. Nhưng là máy siêu âm thì nó ngoài ra nó còn khảo sát được những cái khác nữa. Ví dụ như khảo sát về bokeh đối với lại những cái bệnh nhân nào mà chúng ta đang theo dõi huyết động và đang theo dõi về hô hấp. Thì như vậy những cái phần guideline của hội mình nó rất rõ rồi, nhưng mà nguồn lực và con người để sử dụng thì nó tùy theo từng khoa hồi sức. Cái đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba đó là máy X-quang mà tại giường á, thì hiện nay nó có hai chủng loại, một cái chủng loại bình thường và một chủng loại về AI. Thì trong AI nó sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu của cái phổi và nó giúp cho mình có thể khảo sát những cái trường hợp mà có biến chứng hoặc có cái chẩn đoán sớm về COVID á, thì hiện nay cũng đang được thống kê và làm một số các cái nghiên cứu. Và phần lớn mình không thể tiến cứu được vì dịch mà nó thiếu cái nguồn lực để mà có thể thu thập data. Cho nên hôm vừa rồi đó là có nhờ sinh viên, nhưng mà cũng không thể nào huy động hết cái nguồn lực đó được. Cho nên hiện nay là toàn bộ những cái nghiên cứu mà liên quan đến COVID bây giờ là trao lại cho các cái học viên sau đại học để họ làm các cái đề tài nghiên cứu liên quan đến COVID. Và nhờ đó thì chúng ta mới có các cái dữ liệu về các cái bệnh nhân mà COVID, về viêm phổi, về xuất huyết tiêu hóa, về dùng các cái thuốc chống đông, về tất cả các cái biến chứng của COVID trong cái thời điểm cấp tính cũng như là hậu COVID. Thì tất cả những cái đó đều phải chuyển đổi qua, chứ chúng ta không thể thực hiện nghiên cứu tiến cứu về nguồn lực lúc đó là không có người làm nữa, chứ không có người thu thập dữ liệu gì hết. Cái đó là cái mà Thảo muốn nói. Chắc mời thầy Huy nói thêm chút xíu nữa về cái phần của bạn. Vâng, câu hỏi của bác sĩ Ân nó có hai vế. Vế đầu tiên là về vấn đề liên quan đến siêu âm phổi. Thì đúng rõ ràng là siêu âm phổi là một cái lĩnh vực rất mới và không phải bất kỳ cơ sở y tế nào cũng làm được. Và cho đến hiện nay về y văn môn nói về cái hiệu quả cũng như là vai trò của siêu âm phổi rất ít, không nhiều. Nên chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào trong thực tế lâm sàng, chủ yếu dựa vào hình ảnh học hơn là chụp X-quang cũng như CT scanner hơn là siêu âm phổi. Nhưng mà nếu mà như bác sĩ Ân nói, tôi rất là trân trọng chỗ này là bước đầu có những cái nhận xét rất là sắc sảo của mình về vấn đề vai trò của siêu âm phổi, thì các cơ sở y tế chúng ta nên
tận dụng cái vai trò của siêu âm phổi trong trong việc chẩn đoán và điều trị cũng như là theo dõi quá trình điều trị của viêm phổi. Tuy nhiên là vì nó còn quá ít trên trên y văn nên là chúng ta không có nói nhiều nó được. Cái bế thứ hai của câu hỏi của bác sĩ Ân đó là vấn đề vai trò của kháng sinh. Thì đúng là bài của thầy Tiến là bài về review mà các tài liệu nói lên một đôi chút kinh nghiệm của mình. Thì các anh chị các bạn cần phân biệt rằng là viêm phổi bội nhiễm khác với viêm phổi nguyên bản. Ở bệnh nhân bản thân COVID-19 là viêm phổi do COVID rồi, nó mới là bội nhiễm theo vi khuẩn nữa. Nên là vấn đề chọn lựa kháng sinh ở đây nó không phải là vai trò quyết định như là chúng ta viêm phổi do vi khuẩn đơn thuần. Chính vậy mà các chị các bạn thấy không ạ? Rõ ràng cái bài của thầy Tiến nói rằng là phần lớn vi khuẩn mầm bệnh cấy được phần lớn là con AB. Thứ nhì là Klebsiella và thứ ba mới là con Pseudomonas. Thế nhưng chúng ta vẫn kháng sinh như bác sĩ Tiến trình bày chúng ta vẫn dùng chủ yếu là carbapenem. Mặc dù kháng carbapenem nó chiếm gần 90% lận. Nhưng mà chúng ta vẫn phải dùng dùng ở đây với mục đích kết hợp với các kháng sinh khác để mà hy vọng có thể là tiêu diệt được con mầm bệnh bội nhiễm đó. Chứ không phải là bác sĩ Ân băn khoăn là kháng sinh đó mặc dù đã kháng rồi tại sao vẫn còn dùng kháng cặp bên em rồi tại sao vẫn tiến dùng gì có vấn đề này chúng ta cần trao đổi thêm. Việc dùng kết hợp giữa colistin cộng với cặp bên em thì vẫn có hiệu quả tốt đối với những bệnh nhân những con mầm bệnh ngay cả con Acinetobacter baumannii mà kháng với cặp bên em chúng ta vẫn có hiệu quả. Mà xin hết. Phần mà các cái thuốc mới theo em thì hiện nay nó đang có liên các cái CME cũng như các cái hội nghị về các cái thuốc mới. Và trong đó thì nếu như chúng ta sử dụng thuốc mới thì chúng ta phải có thêm một số các cái xét nghiệm về sinh học phân tử nữa liên quan đến xác định về gen kháng thuốc. Thì trong đó các cái phim array vân vân đó thì cái này chúng ta rất nhiều các cái hội nghị về các cái phần thuốc này. Nhưng mà tới cái thời mà COVID á, thì mình cũng muốn dùng thêm các cái thuốc mới. Tuy nhiên thì nguồn lực nó cũng hạn chế lắm, cho nên là những cái nơi nào có thuốc thì chúng ta hội chẩn để mà dùng. Chứ thật ra thì mình cũng hiểu tất cả các vấn đề và sử dụng ngay cả như cái thuốc mà cặp bên em theo cái phác đồ mà đã đa kháng thuốc rồi, mình dùng các cái phác đồ nào hợp lý, ví dụ như là double cặp bên em, hoặc là dùng thêm kết hợp với một số các cái thuốc khác đối với lại các cái phác đồ mà kháng thuốc đó, thì chúng ta thấy nó cũng có nhưng mà nó cũng hạn chế về nguồn lực. Thì bây giờ là thời gian của hội nghị nó cũng tương đối là tới giờ rồi, thì có một số các cái câu hỏi nó trùng nhau. Thì chắc là cho thêm một câu hỏi nữa để cho chúng ta kết thúc cái ngày hôm nay. Dạ mời bác sĩ Tú. Dạ thì trong này thì có một câu hỏi xin hỏi thêm thầy Huy, đó là về việc dự phòng xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân COVID. Thì ở đây bạn có hỏi là thời gian thì chúng ta dùng bao lâu? Và câu thứ hai bạn muốn hỏi đó là vitamin C có ý nghĩa gì trong việc điều trị bệnh nhân COVID hay không? Xin mời thầy Huy. Yeah. Vâng, thưa các chị các bạn, như phần trao đổi của tôi là phần lớn xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân COVID-19 là do loét dạ dày thái tràng, có đến trên 40%, các tỷ lệ khác thì ít hơn. Vấn đề dự phòng, chính vậy mà vấn đề dự phòng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 chủ yếu là tùy thuộc vào bệnh nhân có tiền sử hay không có tiền sử loét. Nếu bệnh nhân có tiền sử loét thì chúng ta phải điều trị dự phòng rất tích cực, bằng chủ động điều trị tích cực bằng ức chế bơm proton PPI. Còn những bệnh nhân không có tiền sử loét thì không nhất thiết chúng ta phải dùng. Ở đây vấn đề là có rất nhiều thuốc cần phải quan trọng hơn là PPI. Chứ không phải tất cả mọi bệnh nhân cứ COVID-19 vào là dùng PPI đâu. Chỗ này các anh chị các bạn cần tỉnh táo để phân biệt. Nếu bệnh nhân có tiền sử thì chúng ta rất cần thiết nên chủ động. Hoặc bệnh nhân có những biểu hiện bất thường, có bệnh nhân có bị xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta dùng càng sớm càng tốt. Còn những bệnh nhân không có biểu hiện của ống tiêu hóa, bệnh lý của ống tiêu hóa thì chúng ta không nên dùng một cách systematic. Vâng, thời gian bao lâu thì quan điểm của tôi là nếu mà bệnh nhân không còn nằm trong bệnh viện nữa, ra viện, xuất viện được thì chúng ta có thể ngưng, không cần dùng thuốc dự phòng. Nếu bệnh nhân có chỉ định dự phòng, tức là bệnh nhân có tiền sử loét, chúng ta dùng trong cái thời điểm bệnh nhân nằm trong bệnh viện điều trị thì chúng ta nên dự phòng, còn nếu bệnh nhân ra viện có thể ngưng được.
Cảm ơn thầy Huy đã trả lời. Thì cũng còn một số các câu hỏi, thì nếu như liên quan đến thầy cô nào thì chắc chuyển về cho email của thầy cô, có thể trả lời trực tiếp hoặc là gặp trực tiếp các cái anh chị đồng nghiệp có những cái câu hỏi. Thì chắc là cũng để kết thúc, thì thay mặt cho chủ tọa đoàn cũng như là toàn thể các báo cáo viên, rất cảm ơn các quý đồng nghiệp cũng đã có mặt ngày hôm nay cũng như tham dự trực tuyến với hai cái chủ đề rất là quan trọng đối với lại bệnh nhân COVID và đặc biệt là bệnh nhân COVID nặng. Thì trong đó cái xử trí mà viêm phổi thứ phát cũng như là vai trò của các thuốc kháng sinh để chúng ta điều trị trong các trường hợp mà viêm phổi thứ phát, trong đó có đồng nhiễm hoặc là các cái trường hợp viêm phổi mà do thở máy. Cái thứ hai đó là xử trí các cái đường xuất huyết đường tiêu hóa trên. Và chúng ta cũng thấy rằng với cái đại dịch thì những cái phần mà liên quan về xử trí nội soi, thì nội soi trong cái tình trạng chúng ta cũng rất là hạn chế các cái chỉ định, cũng như là dùng các cái thuốc BBI để xử trí trong những trường hợp mà chúng ta trì hoãn cái chỉ định nội soi. Thì trong tất cả các cái phần này có rất nhiều các cái chủ đề cũng như là những cái bài mà cập nhật, thì cũng rất mong là đồng nghiệp cũng quan tâm và chúng ta sẽ theo dõi các cái bài gốc. Và nói như bây giờ đó là cái thời buổi mà của các cái y học chứng cứ, và cái vòng đời của tất cả các cái tài liệu cập nhật nó cũng rất là nhanh. Theo như mà Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mới vừa công bố đó, thì chỉ trong vòng khoảng 75 ngày thì gần như các cái phần của chúng ta nó đã thay đổi rất nhiều, và chúng ta cũng phải cập nhật thường xuyên. Tại vì có thể đúng cho ngày hôm nay, nhưng mà tương lai thì nó cũng có thể sẽ thay đổi, bởi vì các cái y học chứng cứ nó đã đầy đủ để trợ giúp cho cái việc mà chúng ta, cái điều đó là nó sẽ đúng trong tương lai. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả các đồng nghiệp và các thầy cô thiệt là mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và rất là cảm ơn nhà tài trợ cũng đã giúp cho chúng tôi để hoàn thành cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng em xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Quốc Huy và Tiến sĩ Bác sĩ Trương Nhân Tiễn. Và xin trân trọng cảm ơn công ty Julius Pharma đã phối hợp cùng Liên chi hội Hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công hội thảo này. Cuối cùng thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy làm bài box test theo những cái hướng dẫn mà chúng tôi đã gửi cho tất cả các bạn để chúng ta nhận được cái CME. Và sau đây xin mời các thầy cô và các quý đồng nghiệp, chúng ta sẽ dùng tiệc trưa ở sảnh bên cạnh. Xin trọng kính mời ạ.